Alo, xin chào Dạ, một khán giả của Đến Từ Đắk Lắk ạ. em đây. Chào bạn, câu hỏi của Dạ, bạn em là gì chào vậy? anh. Vâng. Dạ. Bạn trình bày câu hỏi đi. Dạ, em chuyện em dài lắm nhưng mà em tóm tắt ngắn gọn nhất có thể để khỏi mất thời gian của anh. Rồi, bạn nói Dạ. đi. Dạ, em thì việc của em là cách đây 20 năm em cũng lấy chồng, cũng có con, có hai đứa con, hồi đấy là một đứa học lớp 7, một đứa học lớp 5. Rồi. Cuộc hôn nhân của em là không có hạnh phúc cho nên cũng đã chia tay. Và Rồi. cái thời gian chia tay thì em về nhà mẹ, ba mẹ của em Rồi. ở thì em gặp anh này. Em gặp anh thì hai đứa em cũng quen nhau tìm hiểu cũng một hơn một năm. Rồi Rồi. hai đứa em là cũng về sống chung với nhau mà do thời gian đấy là anh có cái nhà riêng. Rồi. Dạ. Anh có cái nhà riêng thì hai đứa em về ở đấy thì ba má của anh cũng gần nhà ba má anh luôn, cách một cây số à. Thì Rồi. ba má của anh thì vẫn chấp nhận, thì ba má của em thì cũng chấp nhận. Nhưng Vâng. mà người lớn, ba má em thì muốn hai người lớn thì gặp mặt để nói chuyện với nhau, không có cưới hỏi gì hết. Rồi. Nhưng mà ba má của anh thì lại không có chịu ra nhà ba má em. Kiểu là chấp nhận em nhưng mà không có người lớn nói chuyện với nhau thì ba má em vẫn thương con thì ba má cứ vậy. Thì thời gian trôi qua thì tới nay cũng 9 năm rồi anh. Hồ thế 9 à? năm thì dạ hai đứa em vẫn sống, vẫn hạnh phúc, vẫn như vậy. Nhưng mà chuyện em muốn nói ở đây là thời gian từ cái hôm mà ngày lễ 2 tháng 9 vừa qua anh. Cái là dạ cái em với anh là cũng về nhà ba mẹ chồng chơi. Về chơi thì cái 3 4 ngày trước thì cái điện thoại của em nó lại hư thì không gọi được. Thì cái bữa về nhà mẹ chồng chơi ngày 1 rồi bắt đầu ngày 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 31 chứ xong ngày 1 ở lại thì chiều đấy em mới qua nhà ông anh là anh chồng rồi ông gần nhà ba má chồng luôn. Em qua đấy chơi thì em thấy có tiệm điện thoại sửa gần bên nhà ông anh chồng, em mới đem qua. Em cho thợ sửa thì thợ kêu là bây giờ cũng 4 5 giờ rồi, bây giờ sửa là lâu thôi để ngày mai. Vậy là ngày mai về em lấy về thì em cũng nói y như chồng vậy á, em nói là thợ nói như vậy, vậy sáng mai thì ngày một đấy thì gia đình của anh á là ba má anh với anh chồng rồi cũng đi là đi công việc là đi từ sáng tới chiều về luôn. Thì nói em á là bây giờ ba má nói là con đi chơi luôn cho vui mà đi tới miền Tây rồi thì em mới say xe em nói dạ không con không đi con ở nhà. Sẵn là con qua bên nhà ông anh con sửa điện thoại luôn hôm qua thợ nó nói như vậy á. Thôi ba má đi đi con ở nhà thì chồng em với ba má đều đi hết thì em ở nhà. Ở nhà thì em mới sửa đóng cửa là 9 giờ sáng em sửa đóng cửa qua sửa điện thoại thì con em chồng nhà nó ở gần bên thì nó mới qua nó nói chị với bé đi uống cà phê thì em nói dạ ừ không em đi uống đi đi ăn sáng đi chị ở nhà chị đi sửa điện thoại thì con em nó mới nói ừ dạ dạ thôi chị ra sửa điện thoại đi. Vậy thì em mới nói là em ơi chị chỉ khóa cửa dưới không hà còn cửa trên lầu là nhà do nhà con em là cũng nhà lầu nhưng mà nhà nó là thông qua nhà bà già chồng Kể gì đến đêm chưa xong câu chuyện đâu. nói có trước có sau chứ Có trước thì có sau nhưng mà kể thế này đến đêm. bữa đấy thì có mình em ở nhà nhưng mà bà già chồng bữa đấy về thì nhà bà không biết là mất cái gì nhưng mà bữa đấy thì em đi về nhà thì bà ấy gọi bà nói là con bữa đấy con ở nhà là ai tới rồi có ai tới rồi nói cuộc điện thoại đó là rất là nghi ngờ nhưng mà mấy bữa đấy thì em thấy chồng em cũng rất là khác nhưng mà em không biết là nhà ta nói chồng em mắc cái gì Rồi. dạ mắc cái gì nhưng mà gọi điện cho nên nói rất là khó chịu với em thì qua bữa sau em cũng lên nhà ba má chồng em hỏi nó bữa đó nhà mình có chuyện gì mắc cái gì hay sao thì ba má em mới nói là không có gì hết á nhưng mà thấy chồng em khác cả tuần ấy không nói rằng gì hết mà rất là buồn thì em hỏi anh cũng không nói Rồi. thì anh nói là có chuyện gì thì em tự biết và em cũng không dám về trên đấy như hồi giờ em sống là cũng ai cũng thương nhưng mà giờ về thì lỡ như vụ có mất cái gì thì nghi ngờ em nữa cho nên từ hôm cả hơn tháng này em không có về thì ý Rồi. là em hỏi chương trình á cho em lời khuyên là bây giờ phải nên làm sao chứ giờ về đấy thì mấy người cũng coi tình ý nghi là mắc cái này cái kia nghi cho em là không được nhưng mà em không về thì em cũng 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 không có muốn làm chồng em buồn Rồi, thế là bây giờ là hai vợ chồng có con chung không? dạ không Không có con đúng dạ không? Hai người con của chồng đầu thì là ai nuôi? dạ thì bây giờ nó lớn cũng đại học ra trường hết rồi em vẫn vẫn nuôi Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? em 40 tuổi 40 tuổi mà con đại học ra trường rồi á?
Thế lấy vợ năm à lấy chồng năm mười mấy tuổi chưa ạ? Dạ 20 tuổi anh. Rồi. Tóm lại cái câu chuyện của bạn rất đơn giản và ngắn gọn, mà bạn kể thì nó quá dài. Thì em là phải có đầu có đuôi nói như vậy. Có một lần trong cái bữa lễ mùng 2 tháng 9 thì cả nhà chồng đi vắng, bạn ở nhà trông nhà, đúng không? Dạ. Và bạn tranh thủ đi sửa điện thoại, về thì cũng không biết mất cái gì, và cái thái độ của gia đình nhà chồng và người chồng nó khiến bạn cảm thấy áy náy. Và cũng từ cái áy náy này, bạn từ hôm mùng 2 tháng 9 đến nay là chưa quay về nhà chồng lần nữa. Dạ. Đơn giản là bây giờ giải quyết bằng cách nào, đúng không? Thế thôi, đúng không? Dạ. Rất đơn giản mà. Nhưng lại giờ em không biết làm rồi. Sao. Tóm lại là từ sau cái bữa đó là thái độ của chồng rất là khác, mặc dù đã hỏi chồng là mất cái gì rồi, hoặc là có sự việc gì xảy ra rồi, nhưng không ai trong nhà chồng cũng như chồng nói cho mình hiểu, đúng không? Đâm ra trong cái tâm của mình cứ cảm thấy áy náy, mình bị nghi ngờ. Đâm ra nhưng mà bây giờ em như vậy là em không muốn về, nhưng mà không muốn về thì chồng em là đứa con rất là có hiếu, cũng phải muốn là có gia đình, có vợ, có con, chứ giờ em không về thì làm sao được. Mà giờ về trên đấy thì mọi người lại cứ không nghĩ là em không thiệt, rồi là em cũng không muốn, cho nên giờ em không biết đường nào hết. Rồi anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ. Rồi xin chào. Dạ em chào anh Đinh Đoàn. Trước hết thì phải nhớ rằng mình không phải là một cô bé mới lớn nha, mình là một người phụ nữ đã ngoài 40, mình đã có con lớn trưởng thành. Muốn hỏi một chút xíu này. Cái ông mà mình gọi là chồng hiện nay thì trước đây ông có vợ bao giờ chưa? Có rồi nhưng mà không hạnh phúc thì cũng bỏ rồi mới gặp em. À rồi. Dạ. Về mặt luật pháp là hai người đến với nhau một cách đàng hoàng. Trai đàng không hoàng. Vợ, gái không chồng, đúng không? Chỉ có điều rằng là cái điều gì ngăn cản hai người không đi làm hôn thú? Cũng không ấy, quan trọng cái đấy đâu, cứ nói vậy ạ. Rồi. Mình là người đàng hoàng, trai không vợ, gái không chồng, nếu hai người thương nhau thôi thì bố mẹ đã lớn rồi, không cần bố mẹ hỏi vợ hay gả chồng cho mình, mà hai đứa tự thương nhau đưa nhau đi ủy ban nhân dân xã hoặc phường làm một cái đăng ký kết hôn, cái thủ tục để được pháp luật công nhận đấy là cuộc hôn nhân thực sự, đúng không? Nó có mất cái gì mà ảnh hưởng kinh tế, người ta có đòi hỏi mình phải đút lót cái gì đâu. Chắc là nếu mà có lệ phí chắc đôi trăm là cùng, tôi nghĩ như thế. Thế thì đấy là cái yếu tố thứ nhất. Rồi bây giờ đấy, thực ra chung sống với nhau không hôn thú này, không có con chung này, chẳng có nhà có cửa này, một ngày nào đó ông ấy chán, ông ấy xách túi ra đi, mình cũng chả thể gọi đấy là chồng mình, giống như là hai người thích thì ở với nhau. Anh trai em nói cái đấy em không quan trọng đâu, nhưng mà quan trọng bây giờ là từ hồi giờ 9-10 năm nay người ta vẫn tin tưởng em hết mực, em làm cái gì người ta cũng vừa ấy. Mà hôm bữa em cũng nghe mắt em lên hỏi cha mẹ chồng sao ba nhà mình có chuyện gì, thì ba mẹ chồng kêu không có, thì em cũng nói thẳng vấn đề, do là con cũng sai nhiều quá, không cưới không hỏi, cho nên bây giờ nhà có chuyện gì thì không coi con là người trong gia đình, cho đúng nên rồi. Nghi ngờ con thì em nghĩ là em không về nữa, nhưng người ta không coi về mình thì như là một được. Người ta coi mình như cái chỗ cho con trai người ta vui thôi, còn anh kia thì thôi, ở được thì ở, lúc nào thì ở, biết đâu gặp được một ai đấy tốt hơn, có điều kiện hơn, anh ấy hoàn toàn có thể buông mình để anh ấy đến với người ta. Thế cho nên là đây là mối quan hệ gá nghĩa thôi, không gọi là vợ chồng được nha. Nếu mà thực tế là mình không phải là một đứa trẻ để mà bảo là chúng nó mới sống thử, mà đây là sống không hôn thú đó, giống như cặp bồ thôi. Mà cặp bồ mà không còn hợp nhau nữa là dễ, người ta cứ đường hai người đi lắm. Cho nên biết đâu đây là khúc dạo đầu của cái việc mà để người ta buông dần dần. Đấy là cái thứ nhất. Cái điều thứ hai là bạn cứ lo rằng bạn trông nhà cho người ta xong rồi mất cái gì. Tôi thì tôi nghĩ thế này này. Người ta đưa bạn về đấy, người ta rủ bạn đi chơi ở đâu đó, người ta mong muốn là có bố, có mẹ, có vợ, có chồng. Nếu như bạn coi người ta là chồng, dù bạn có say có nôn thì bạn uống thuốc say thuốc nôn đi để người ta mong muốn có một ngày vui, thì bạn đòi ở nhà trông nhà, thế xong lại lên nhà ông anh để sửa điện thoại, đúng không? Thế có nghĩ rằng người ta ngờ mình là lấy lý do là không đi xong ở nhà để đi lên chỗ nhà ông anh ấy cái gì đó không? Chứ còn thì nếu tôi nghĩ rằng là nhà người ta mà mình coi nhà không tốt á, người ta mất cái xe đạp hay người ta mất cái đồng hồ về, người ta kêu toáng lên ngay. Có thể họ hiểu lầm mình, họ thử thách mình. Đấy, về đây vui chơi, cả nhà vui vẻ, rủ thì không đi, mình xem xét lại. Chứ còn thì mình đã chủ động mình hỏi mà người ta không trả lời thì đài cũng chịu chết. Có điều mình phải nhạy cảm một chút đi. Mối quan hệ của mình nó vô cùng bấp bênh.
Bởi vì ngay từ ban đầu mình cứ nghe ông ấy nói rằng quan trọng gì đăng ký kết hôn, nhưng mà thật ra nó phản ánh một cái thực trạng là người ta coi mình chỉ là một chỗ đi lại thôi, đúng không? Chả có trách nhiệm gì, không con, không cái, không tài sản chung, đăng ký kết hôn cũng không. Bây giờ một ngày nào đó ông ấy mà yêu được một cái bà mà đại gia, bà ấy sẵn sàng mua ô tô cho ông, lại có một cái nhà lầu chẳng hạn, thế thì mình không thể bảo là đây là chồng của tôi để rồi ngồi để mà giữ được nhá. Thế cho nên là nếu một thì là tiếp tục duy trì mối quan hệ này và phải nói chuyện với anh ấy, em biết thực sự ra bây giờ tình cảm anh dành cho em thế nào, có còn thương em nữa không, có còn muốn tiếp tục đi đến cuối con đường không. Nếu tiếp tục thì bây giờ em rất muốn là đi làm đăng ký kết hôn, đấy cũng là một bài thử đấy. Nếu mà ông bảo ok, nếu mà anh thì anh không quan trọng, nhưng nếu em thích thì anh chiều, thế thì ít nhất nó có một cái ràng buộc gì đó. Còn hiện nay là như hai đứa chơi đồ hàng, thích thì làm vợ, đóng vai vợ chồng, không thì hạ màn và giải tán nhá. Chứ còn cái vấn đề mà mất cái gì kia nó lại chỉ là một cái chuyện nhỏ so với lại một cái mối quan hệ bấp bênh. Như bây giờ em muốn về nhà chồng chơi, nhưng mà em lại... Cái chuyện bạn muốn về hay không về nhà chồng, đấy là quyền của bạn nhá. Bởi vì anh Đinh Đoàn vừa chia sẻ với bạn đấy, mối quan hệ của bạn và người chồng kia nó có danh chính ngôn thuận đâu nhá. Xin chào bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, em chào anh ạ. Chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy ạ? Dạ, em cho em tư vấn về cụ Pha đó anh. Rồi, em, bạn nói đi. Em là sinh năm 76, 48 tuổi. Rồi. Thì cho em xin hỏi cái bệnh viêm nhiễm cái sinh dục của em là 2 năm về trước em có đi tái khám. Thì nó bị huyết trắng mà nó như là nó dai, nó không bị hôi mà nó ngứa. Thì em có đi khám bác sĩ có nói là em bị viêm. Viêm thì cho thuốc uống mà không biết em bị viêm cái gì. Nhưng mà nó có hai cái mục ở trong đó. Em đi soi nội soi thì nó có hai cái mục như là cái hạt đậu của mình vậy đó. Nó mềm. Thì bác sĩ nói nếu mà to thì đi đốt. Còn không to thì để tại không có sao. Nhưng mà khi mà em về em đặt thuốc á. Khi mà em đặt thuốc á thì được một hai ngày cái nó hết. Hết xong nó ra cái chất đó. Nó ra cái đầu em ngứa. Em ngứa dữ lắm. Em ngứa mà em chịu khoảng 2 năm nay. Em đặt thì nó hết mà mấy thì mình gần mũi vợ chồng nó cũng ngứa. Thì em có đi khám qua bị khám lại thì người ta nói là em đi tiểu nhiều, đêm thì em đi 7-8 lần. Giờ bác sĩ có nói là em do bị viêm nhiễm em nên đi cái nên do đi tiểu nhiều là nên viêm nhiễm của cơ quan của mình cho nên mới đi tiểu nhiều. Rồi. Thì em xin hỏi bác sĩ tư vấn cho em. Tức là tóm lại là bạn bị viêm nhiễm phụ khoa 2 năm nay rồi. Và cái biểu hiện lớn nhất của nó là ngứa và có dịch đúng không? Dạ, nó dai, nó như là một cái ván sữa mà nó mình uống mà còn cái cặn mà nó va, nó dai lắm á. Rồi. Nó bạn, dai mà, dạ. Bạn so sánh với ván sữa từ đồ ăn nó nhảy xuống cái chỗ đồ ý. và 2 năm nay chỉ đi khám một nơi đó thôi à? Dạ, em khám cách đây gần 2 năm. Và không đi khám thì lại? Em có đi khám lại, em cũng có đặt thuốc mà anh à. Rồi, khám lại gần nhất là ở đâu vậy? Dạ, ở 175. 175? Em bị 175. Dạ. 175. Và cách đây bao lâu? Dạ, cách đây cũng 5-6 tháng. Chứ chưa đi tái khám của cái bệnh viện 175 ấy à? Dạ, chưa. Ừ, lúc trước thì em, năm ngoái thì em có đi khám bệnh viện Từ Dũ. Rồi. Xong rồi em mới lấy thuốc uống. Uống xong rồi em mới qua bên 175 cho gần bên em rồi, rồi em đi khám thì có người ta nói có là hai lần đi khám đi tiểu nhiều là do mình bị viêm nhiễm. Rồi, có hai lần đi khám, một là Từ Dũ cũng không đi khám lại và sang 175 thì cũng không đi khám lại, đúng không? Dạ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Tôi chào bạn. Dạ, chào chị. Năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ, em 48 tuổi. 48 chị. Kinh nguyệt của em dạo này thế nào? À, 2 năm trước thì em có đi khám thì em thấy kinh nguyệt em cũng vẫn đều nhưng mà bác sĩ em hơi bốc quả. Thì bác sĩ có nói với em là chị vui vẻ lên. Tại vì tiền mãn kinh chị có nóng bốc quả không thì em vẫn có hết.
đau nhức mình mẩy lắm đó chị. Thì bác sĩ nói là em tiền mãn kinh rồi, thì em cứ vui vẻ lên, rồi tập thể dục hàng ngày vậy đó. Thế bây giờ thì bác... kinh nguyệt nó nào em? Sao chị? Kinh nguyệt của em dạo này thế nào? Dạ, có lúc đúng ngày, có lúc thì nó hơi trễ, có lúc thì sớm rồi cả tuần. Thế rồi à? Có khi thì nó bị hai ngày, có khi để một ngày rồi nó ít xỉu luôn, nó không có gì. Thế đúng là mình đã bước vào giai đoạn tiền mãn kinh rồi. Kinh nguyệt bây giờ hiện tại là nó không ổn định. Và đặc biệt là trong cái giai đoạn tiền mãn kinh như thế này ấy, là do cái nội tiết nó thay đổi ấy, nó sẽ làm cho cái pH của, tức là cái môi trường âm đạo của mình, nó cũng rất dễ bị viêm nhiễm. Đấy là một trong những cái triệu chứng của tiền mãn kinh, thì rất nhiều người phụ nữ hay gặp cái biểu hiện như của em nhá. Cho nên là mình cũng không có gì là phải lo lắng quá. Có điều là chị thấy em nói chuyện với anh Văn á, thì cái điều trị của em nó chưa được triệt để. Nó em tái khám quá ít, và nó không, cái điều trị của mình nó không đúng theo cái hướng dẫn của bác sĩ. Bởi vì khi mà mình lúc đầu có thể mình chỉ là những cái viêm nhiễm thông thường, rồi nó có những cái polyp hoặc là những cái viêm cái tuyến bacterin như là cái cục mà em tả đấy. Thế sau đó thì mình điều trị nó không triệt để và nó lại gây sang một cái khá là không tốt, đấy chính là viêm đường tiết niệu. Cái triệu chứng mà đi tiểu nhiều ấy, người ta gọi là đái rắt ấy, thì đấy là triệu chứng của viêm đường tiết niệu nhá. Nó như thế là có nghĩa là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe của mình, đặc biệt là trong cái giai đoạn như hiện nay hoặc tiếp theo một vài năm nữa, khi mà bước hẳn vào giai đoạn mãn kinh, thì trong cái giai đoạn đấy nó sẽ còn nhiều những cái vấn đề khác của sức khỏe nó sẽ phát sinh. Nhưng bây giờ như thế này, em ở Sài Gòn, em ở Thành phố Hồ Chí Minh thì nó có rất nhiều các cái bệnh viện có thể điều trị được cho em. Thế và cái quan trọng là như một bệnh viện đã làm, tức là người ta phải xét nghiệm cái dịch sinh dục của mình để tìm xem nguyên nhân nó là gì. Cái mà em mô tả về cái trắng trắng ý, thì nhiều khả năng đấy là nhiễm nấm. Vì khi nhiễm nấm nó hay có những cái triệu chứng như vậy. Thế và điều trị thì nó mình phải tuân thủ đúng cái hướng dẫn của bác sĩ, kể cả tái khám, kể cả phương pháp điều trị như thế nào, chứ mình không thể tự điều trị ở nhà hoặc là điều trị không đúng theo, nó chỉ đỡ đi thôi, nó đỡ chứ nó không phải là khỏi hẳn ấy. Thì khi mà mình điều trị nó đỡ như thế thì cái mầm bệnh nó nằm im, nó sẽ không gây bệnh cho em tưởng là khỏi nhưng thực ra nó không phải là khỏi. Chính vì thế mà riêng trong cái điều trị viêm nhiễm cơ quan sinh dục là buộc phải tái khám, là vì như thế nhá. Và kể cả điều trị em cũng nên điều trị ở cơ sở y tế chứ không nên tự điều trị ở nhà. Dạ, em có đi khám xong rồi bác sĩ có cho thuốc em thì em uống rồi cái em hết rồi em cũng không có đi tái khám. Đúng rồi, đấy. Tức là khi mà mình, như chị đã nói rồi đấy, lúc đặc biệt là em mới chỉ có uống thuốc thôi ý. Nó còn nếu đúng ra thì nó phải phối hợp rất nhiều phương pháp, vừa đặt thuốc này, rồi thuốc uống này, thậm chí là trong những cái trường hợp mà ngứa nhiều, rát nhiều, người ta còn phải cho cả thuốc bôi nữa. Hoặc là người ta sẽ cho mình sử dụng một số các cái sản phẩm để cân bằng lại cái độ pH của môi trường âm đạo, thì nó mới giúp cho cái cơ thể của mình nó sinh ra kháng thể, rồi là nó sẽ phối hợp rất nhiều thứ thì mới có thể khỏi bệnh được nhá. Em đang ở trong cái giai đoạn rất là nhạy cảm. Theo chị thì chị không biết là ở cái bệnh viện 175 của em hoặc người ta có khoa sản không, nhưng mà mình phải đến cái bệnh viện có khoa sản nhé. Người ta sẽ kiểm tra lại cho mình thật là kỹ, sau đó thì em cố gắng bố trí thời gian để điều trị cho nó triệt để, chứ còn nếu không ấy, tình trạng này mà nó kéo dài thì nó trở thành mãn tính. Và khi đó thì khi đi khám lần này em phải kiểm tra luôn cả cái tiết niệu nhé, xét nghiệm cả nước tiểu luôn để xem mình viêm đường tiết niệu nó ở đoạn nào. Nếu nó ở đoạn thấp, tức là nó ở chỉ mới ở phía của ở phía dưới thôi, thì điều trị nó còn dễ. Chứ còn nếu như mà nó lại lên đến bàng quang chẳng hạn, hay là nó lên đến niệu quản hoặc nó lên đến thận, thì điều trị nó rất phải phức tạp. Vì thế là cái việc này là phải bố trí thời gian để đi khám luôn em nhé. Rồi, bạn đã nghe rõ rồi chứ? Chúc bạn có một sức khỏe thật tốt nhé. Xin chào bạn, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu. Ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Ninh Bình. Xin chào một khán giả gọi đến từ Ninh Bình. Tôi đang nghe đây ạ. Vâng, xin chào anh Văn. Dạ vâng, chào anh ạ. Vâng,
phải nói là anh là dưới ngưỡng mộ tôi, cá nhân tôi riêng mà. Tất cả là 99% nói chung là anh, chị Hà với anh Đoàn, phải nói là tuyệt vời. Úi dồi ôi, cảm ơn anh. Người ta bảo là Mark Lenin nói là học, học nữa, học mãi. Nhưng mà những cái chất giọng như của các anh, các chị chắc học cả đời, không không có ai dễ bằng vậy. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, xin lỗi anh, năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Cho các anh, các chị làm sao mà mạnh khỏe, trường thọ mà làm được cái chương trình này, tức là lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa anh nhá. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Xin lỗi anh, năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Để cần dành thời gian cho người khác anh Văn ơi. Dạ. Cho tôi gặp bác sĩ Hoàng Thị Hải một tí để tiếp kể về cái bệnh. Dạ vâng, anh cứ trình bày đi, các chuyên gia của chúng tôi đang ngồi trong trường quay và đang nghe anh nói đây. Anh Loan này, năm 2002 là cái bị siêu cái trùng uốn ván. À. Thế là như vậy là trong cái tháng đó thì ba người xuống đi tuyến trên. Vâng. Nhưng mà cứu được mỗi mình tôi. Coi như là từ cõi chết trở về cũng đã xuống gặp ông bà rồi. Ủa thế à? Vâng, thế bây giờ như vậy là, nên bây giờ thì thừa nhận là chết là còn thì chưa hết, mà chỉ có đi vào thế giới lâu dài hơn và vĩnh hằng hơn. Dạ vâng. Thế bây giờ thì mới nói với anh thì từ ngày đấy đi về thì như vậy là cái mất ngủ thì nói đây chắc là bọn chị Hải cũng biết. Dạ vâng. Đã tiêm Senosen và Ven nhưng cũng vẫn không ngủ được. Vâng. Thế mà ngủ mà chỉ được hơn tiếng trong một đêm, mà từ đấy về thì so với trước đây thì coi như là chỉ khoảng là mà trước đây 5 tiếng, bây giờ chỉ được 3 tiếng, 2 tiếng thôi, là từ 2002 đến nay. Vâng. Nhưng mà không hiểu làm sao mà cái áp huyết của tôi ấy, vâng, thì nguyên có 190 thì xuống chỉ đến 180. Thì đã nói nhiều lần cũng lo sức khỏe, đã ra đại học đi khám, mà ra đến đây các bác sĩ còn bảo là đưa cho ông cái xe để ông ấy, để đun ông đi, ông phải mua cho áp huyết ngay. Vâng. Nhưng mà xong là vẫn không sao, thì lại vẫn cứ uống nửa chai rượu, vài bát phở, chả việc cái gì. Mà không kiêng những, không kiêng những cái gì mà áp huyết người ta kiêng. Mà uống tới về đây rồi gọi bác sĩ khám cho tôi là lo lắm. Như vậy là thấy nó cao quá như vậy, không ai dám chuyển. Vâng. Có một đợt là có người bác sĩ trưởng đa khoa là nhân viên tưởng là chuyển khám đo rồi, thì chuyển cho tôi. Và bác ấy thấy mở hết cỡ, nhưng chuyển xong hai chai, à ba chai mà có hơn 2 tiếng đồng hồ thì mở hết cỡ mà. Vâng. Thế mà sao bác sĩ trưởng khoa nó vào là giật mình, là coi như nhất ra, mà bác bảo, người khác bảo là nếu như vậy thì phải chết ngay. Alo, xin lỗi anh một chút ạ. Alo. Dạ, alo. Dạ vâng, xin lỗi anh. Anh tập trung vào cái vấn đề mà mình mong muốn hỏi cửa sổ vâng tình yêu nhé. Vâng ạ, nên sẽ hỏi vậy. Thế là từ ngày đó, thế là tôi đấy, tôi làm việc của em mà nó cứ cao như vậy, mà uống tức là tới 2 viên áp huyết, người ta uống 1 viên. Tôi uống tới 2 viên nhưng nó cũng không hạ được bao nhiêu, chỉ có hạ được có đến từ 190 xuống 180 đúng không? Vâng. Rồi thế mà đi hỏi bác sĩ Hải xem là như vậy thì nó như thế nào, mà nên điều chỉnh bằng thuốc men gì? Rồi. Để cho nó ấy. Với cái bệnh huyết áp của anh như vậy thì anh có đi khám hàng tháng không ạ? Có, vẫn khám. Và bác sĩ có mỗi lần khám thì có điều chỉnh thuốc cho anh không ạ? Cho thuốc nhưng kia không uống vì không thấy nó làm sao. Cho mà thuốc đi không uống thì anh đi khám cho vui à? Dạ. Sao lại anh hàng tháng anh vẫn đi khám, vẫn nhận thuốc của bảo hiểm nhưng anh không uống, đúng không ạ? Vâng, không uống ạ. Thế thì thôi anh ở nhà chứ anh đi khám làm gì? Vì không thấy nó sao anh ạ. Người ta cho thuốc mà anh không uống thì rõ ràng là vẫn cao rồi còn gì nữa. Vâng, mà cho thuốc đấy nhưng không uống. Nhưng cái mà huyết áp ấy anh cảm thấy là nó không cao là bởi vì anh chưa bị một cái cơn đột quỵ nào thôi, còn khi đấy, đã đơn đột quỵ rồi thì anh còn chả biết gì nữa cơ. Vâng, ra Hà Nội họ cũng bảo vậy, các bác sĩ cũng động viên như vậy, về cứ phải nên uống, nếu không làm sao cứ phải uống. Đúng rồi, anh không làm sao là bởi vì là anh quen với cái việc huyết áp của anh cao như vậy rồi. Vâng. Thế thì thấy cứ cơm nước rượu chè cứ ổn áp. Huyết áp thì rất cao như thế mà vẫn uống cứ nửa chai rượu một lần thì thôi rồi. Đúng như vậy đi. Nếu bác sĩ giỏi ở cấp huyện đây là quen với tôi đấy mà. Nó chưa đến ngày đến giờ thôi anh ạ, nhá. Vâng, còn nếu mà đến ngày đến giờ thì thôi, lúc ấy không khoe được đâu, nhỉ? Vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với anh. Vâng. Vâng, tôi chào anh ạ. Vâng, chào chị Hải. Vâng, tôi lúc đầu tôi nhận được lời chúc của anh ấy, chúng tôi rất là vui và rất là cảm ơn anh. Vâng. Nhưng mà nghe cái câu chuyện của anh ấy thì thật sự là tôi thấy lo lắng quá.
Vâng. Vâng. Thứ nhất là anh đã thoát được một cái lần cửa tử, đấy chính là cái uốn ván. Đúng quả rồi, thật là ơn rời. Vâng, ơn rời là anh lại được sinh ra lần thứ hai đấy ạ. Chứ còn vâng, nếu mà đã lên cơn uốn ván ý, mà vâng, điều trị thì đấy, anh như anh nói rồi đấy, ba người thì đi hai người, còn mình anh trở lại đúng không? Vâng. Nếu ông bà lại đuổi lên rồi. Tôi đã giật co hết như là cái giống thuyền. Vâng ạ, mà... tức là anh đã lên cơn uốn ván rồi đấy. Thế vâng và đã mà thoát được cái đấy thì thật sự là chúc mừng anh lắm ý. Thế nhưng mà vâng, sau đó thì tôi cảm giác là có lẽ là anh thoát được cái lần đấy rồi, anh chả còn biết sợ là cái gì nữa. Và anh cũng chả coi tính mạng hay là sức khỏe của mình nó ra làm sao nữa. Huyết vâng áp của anh là thường là 190, là nó cao như thế, là nó cao trường diễn. Và anh vâng có thể chịu được cái huyết áp ở cái mức độ đấy và nó chưa gây ra những cái tai biến hoặc là nó sẽ gây ra những cái biến chứng mà có thể nguy hiểm tới cái vâng tính mạng của anh. Anh chưa thấy quan tài nên anh chưa đổ lệ. Anh chưa sợ. Năm nay anh mới có 60 tuổi đúng không ạ? Đúng không? Vâng, vâng chị ạ. Cuộc sống của mình còn rất là dài. Tôi rất mong là nếu như lần sau mà anh có gọi cho chúng tôi ý, thì chia sẻ là tôi đi điều trị. Vâng. Rồi là thuốc nó như thế này, tôi uống nó như thế này, vân vân và vân vân. Những cái tín hiệu rất là vui mừng với sức khỏe của anh nhé. Vâng, vâng ạ. Anh đang đùa với sức khỏe của mình một cách rất là đáng sợ. Chị Hải ơi. Dạ. Cho tôi hỏi tí nữa mà sao từ ngày đấy giờ đi là về thì cái quan hệ tình dục thì nó vâng ví dụ là nó trước nó gần tháng nó gần được hai lần. Vâng. Nhưng mấy mươi năm nay thì tức là ví dụ 6 tháng không được lần nào. Vâng ạ. À. Vâng. Bởi vì vâng sao? Bởi vì là nhưng mà thực... vẫn cứ ham muốn vẫn cứ ấy nhưng mà đúng rồi ạ. Cậu nhỏ dưới nó lại không nghe. Vâng ạ. Cái đầu của anh không có vấn đề gì nhưng mà ở vâng dưới ở dưới có thể là tình trạng tăng huyết áp nó đã làm cho cái việc cung cấp máu cho cơ quan sinh dục của anh nó không đảm bảo để nó vâng đạt được cái độ cương cứng của dương vật, cho nên là một là anh trên bảo dưới không nghe hoặc là anh chưa đi đến chợ anh đã tiêu hết tiền rồi. Vâng. Yeah. Không, nó vâng không tiêu hết, nó không được. Vâng, chẳng có tiền mà tiêu đúng không ạ? Vâng, cũng vâng không có tiền để tiêu. Vâng. Thôi, bây giờ thì việc của anh là ngay ngày mai, theo tôi thì anh phải đi đến bệnh viện ngay ạ. Và vâng ạ tuân thủ đúng cái phác đồ điều trị đối với bệnh nhân tăng huyết áp, kiểm tra xem là mình có mắc thêm một cái nữa là tiểu đường hay không. Bởi vì hai cái bệnh đấy nó cũng thường, nó rất thích đi đôi với nhau. Nhá. Mới đi hôm qua xong chị ạ. Thế thì điều trị luôn đi anh nhá. Điều trị vâng, đúng. Chứ còn tiểu đường mỡ máu hay gan này khác cái gì là bộ phận không có gì hết. Vâng, chỉ có thế thì mừng rồi. Nếu là nếu khám là các bác sĩ đẳng cấp cao như các chị đấy là cũng giật mình. À, cái của anh thì cũng chả cần gì phải cao đâu ạ. Người bình vâng thường, bác sĩ bình thường như chúng tôi có thể với một cái huyết áp một tối đa là 190 thì tất cả đều giật mình chứ không phải là riêng vâng gì bác sĩ đẳng cấp mới phải giật mình. Có điều là đây mà đi đến như vậy là khám rồi không bao giờ dám chuyển chúng cái gì cả, kiểu truyền cho nó mát thổi mới chị. Ngay ngày mai anh ngay ngày hôm nay anh điều trị đúng cái thuốc mà bác sĩ người ta kê cho anh và tháng sau tái khám đúng cái ngày mà người ta quy định cho mình nhá. Vâng, vâng vì tôi có sổ tháng nào cũng đi khám. Vâng, dạ à vâng, anh đi khám nhưng mà anh không sử dụng thuốc thì anh coi như là bằng không nhá. Vâng, và anh đang rất coi thường sức khỏe của mình đấy. Xin khoa học, còn tôi đang quay lưng lại với khoa học. Đúng trời rồi. Nhưng anh mà làm tôi thế là không chúc anh các chị nhé, một lần nữa phải nói là lâu lắm gặp các anh các chị ngang gặp được gặp bác Hồ. Mãi hôm nay phải gặp rồi ạ. Cái điều quan trọng nhất và cái điều chúng tôi vui vẻ nhất đó là anh nên tuân thủ cái anh đoàn tí nữa cơ, nhưng mà rồi vâng anh nên tuân thủ các phác đồ điều trị, nhất là với bệnh cao huyết áp, bởi vì làm sao huyết áp nó sẽ đi liền với cái việc mà rất dễ đó là nhồi máu cơ tim này, rồi là đứt mạch máu não này, vâng rồi vâng là đột quỵ đấy. Lúc ý thì nằm một chỗ thì mới thấy là tiếc quá, sao mình lại không theo cái phác đồ điều trị bác sĩ đã cho làm mình. Đúng rồi, uống rượu cần cứ tắm mỗi ngày 3-4 ngày nước lại mới chẳng thấy nó sao gì. Đấy, bởi vì anh bác sĩ Hải đã nói rồi, anh chưa thấy quan tài đâm ra chưa đổ lệ nhá. Xin chào anh, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Làm gì anh ạ? Dạ. Quen nhìn quen tài quen quá rồi, lâm coi thường nó đấy nhỉ. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Hà Nội ạ. Chào anh em Minh Đoàn ạ, chào quý vị ạ.
Dạ vâng. Tôi ở Hà Nội, tôi năm nay 55 tuổi. Vâng. Thì tôi thì cái việc của tôi lao động tự do. Vâng. Thế bây giờ là mình tôi đi làm về là vợ con này nắng 40 độ để tôi đắp chăn bông. Thế này vợ con đang trả hỏi thăm đến nơi, tôi cũng nói chuyện với bà mẹ vợ và tình hình là tôi đi làm về này. Vợ trả hỏi thăm thì đến nơi, bà mẹ vợ bà bộ giờ thì nếu vợ không đánh giá không hỏi thăm đến nơi thì đến con, thì bây giờ theo quý vị thì theo anh Bình Đoàn mà thế thì cần gì đến vợ đâu, đúng không? Mà tôi là rượu, tôi không uống rượu chè, không uống cờ bạc, không chơi, không trai cái gì cả. Thế bây giờ lúc này là tôi đi làm về là mua con ngan con vịt về luộc chín chặt thành đĩa nên bảo các con ăn, mẹ con biểu tình không ăn. Thế thì bây giờ mà vợ tôi cứ nói câu gì là tôi chỉ muốn đánh một, bởi vì câu nói mới nó phụ công người khác. Mình thì tôi đi làm về thì tích cóp tiền các thứ gì em gian cửa trong nhà nó may không bị dột đâu. Con vợ nó nói bảo là phí tiền với phí nọ với kia thì với nhà cửa không may nó dột thì không may dột thì mình phải sửa chứ, đúng không? Làm sao bảo là cứ phí tiền mình không nói phụ công người khác. Rồi. Theo anh Vinh Đoàn như thế thì tốt nhất là riêng mỗi người một nơi làm đơn, mỗi người ở một nơi có nên được như thế không nhỉ? Hiện tại anh còn sốt 40 độ không đấy? Dạ. Hiện tại anh có đang sốt không đấy? À, tôi cũng phải khỏi rồi. À, khỏi rồi. Thế cái đợt sốt đi cách đây lâu chưa? À, cái đây cũng 2-3 tháng rồi. À, thế thì cái lúc đang sốt thì là anh bảo là đi về là sốt đắp chăn 40 độ đúng không? Đúng rồi. Vợ không hỏi thăm, con không hỏi thăm nhỉ? Đúng không? Vâng. Ờ, cái thời điểm ý thì hai vợ chồng có mâu thuẫn gì không? Cái lúc mà anh sốt ý, trước đó. À, đúng rồi, cũng chả có mâu thuẫn gì cả, bởi vì thứ nhất là bởi vì cái kinh tế chúng tôi là bây giờ tôi đưa người ta bỏ là cái chồng như cái giỏ vợ như cái hôm anh ạ. Thế bây giờ tôi đưa bao nhiêu tiền để tiêu hết bao nhiêu, bây giờ là ra được không đưa tiền là cô ấy là thì tóm lại cũng là có mâu thuẫn đúng không? Đúng giờ là ông ốm thì mặc ông đúng không? Rồi thì bây giờ là mong muốn của anh là cảm thấy chán quá, vợ không được vợ quan tâm thì là có nên là chờ bỏ mỗi người đi một nơi hay không, đúng không? Đúng rồi. Các con lớn chưa? À, con bé nhất hôm nay 14 tuổi. Rồi, thế lớn nhất bao nhiêu? Con lớn nhất là 19 tuổi. À, thế là chưa lên chức ông chức bà đúng không? Sinh năm 99, năm nay 23, 4 tuổi. Rồi. Bây giờ anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với anh nhé. Mời anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, xin chào anh. Vâng, chào anh nhé. Chào Đinh Đoàn nhé. Vâng, tôi lâu lắm đây. Tôi tối nào tôi nghe cái chương trình của anh. Vâng, anh ơi, bây giờ mình ở đâu? Tôi ở Hà Nội, ở Thanh Oai. À, Thanh Oai, vâng. Vâng. Nhà mình kinh doanh hay là anh làm nghề hay là nông nghiệp hả anh? Tôi làm nông nghiệp, lao động tự do. À, lao động tự do. Vì ban nãy thấy anh nói là trước đây đi làm kiếm tiền về đưa cho vợ thì nó vui vẻ, bây giờ không có tiền không đưa nữa thì nó cho nhịn. Thế thì tưởng là anh đi làm cái gì ở đâu mà trước đây hàng tháng có cái thói quen là đưa tiền cho vợ rồi, bây giờ thì không. Thế nguồn sống của gia đình mình hiện nay là cái gì? Chủ yếu là nông nghiệp ấy đi làm, tôi thì đi xây dựng, đi xây, còn vợ ở nhà đi phụ may biết các thứ mà may quần, may quần gia công ấy mà. Tóm lại thì kinh tế không khó khăn lắm đúng không ạ? Vâng. Vâng, không đến nỗi đứt bữa, mình không khá giả. Này, ban nãy anh có trách rằng là mình đắp chăn rồi sốt như thế, vợ nó lẻn đi tắm nó bỏ mặc. Thế bình thường ấy, những ngày ốm ngày đau, vợ ốm đau anh có chăm không? À, có chứ, tôi thì lại ngược lại, tôi lại nóng ruột hơn người khác, bởi vì tôi quan điểm của tôi bây giờ mình chớm bị mình chữa ở nhà thì không mất tiền, mà để nặng quá đi bệnh viện thì có bác sĩ hoặc nói bao nhiêu phải giả bấy nhiêu chứ làm sao mà ấy được. Tóm lại là mình kiểm điểm lại đi, cho đến giờ mình nói thật lòng đi, bởi vì sống với nhau chắc cũng 30 năm rồi đúng không? Vâng. Thì anh thấy anh sống có mẫu mực không, có tử tế không? À, tôi sống thì nói chung thì các em các kia thì nói chung là con cái thì nói chung là nó cũng quý hóa cả, nhưng mấy năm nay rồi vì là cái kinh tế thì bây giờ nói với anh trong gia đình đưa theo vợ được tiền thì đưa thì dễ, mà lấy tiền ra thì khó lắm. Thế thì tôi cũng làm, tôi bớt lại một ít để rơi tiêu vặt các thứ hàng ngày thôi. Nhưng mà tiền lương thì mình đi làm thuê thì hàng tháng mới lấy tiền lương chứ làm sao lấy hàng ngày được. Tôi thì tôi nghĩ thế này này. Vâng. Cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó đấy. Vâng.
Bởi vì vợ có thể giận anh, nhưng mà hai cái đứa con, một đứa sinh năm 99, năm nay 23, 24 rồi, một đứa 14 tuổi. Bố mà đi làm, bố mang tiền về nuôi con, cho con ăn học, bố sống mẫu mực, thương yêu vợ con, có con ngan cũng mua mang về chặt ra dâng lên cho vợ và con ăn. Sống như thế tôi không tin rằng có cái người nó vô hồn, vô cảm tới mức là rằng là bố mà ốm nằm sốt ở một chỗ mà các con không hỏi. Thế thì tôi cứ nghi nghi là mình có cái gì đó sai sai. Ví dụ như là xin lỗi anh Minh Đoàn này này. Con thì tôi là dứt đầu thủ mũi thì bảo con các con nó đánh đó, nhưng mà do vợ ấy. Đấy do vợ và do mẹ vợ nhà tôi nữa. Đấy là tôi chỉ trách như thế, coi như là chúng tôi là minh thân rồi chưa đi dị thôi. Tức là nó chỉ có mỗi cái vụ sốt 40 độ vừa thế, hay là từ gần đây là nói chung nó chả còn nghĩa tình gì? Không, cái sốt của tôi là bị mấy năm nay rồi, nhưng mà tôi cứ bỏ qua đi, nhưng mà càng ngày nó càng nấn nến. Thế hả? Đấy, mấy năm nay rồi thì tôi nói anh bây giờ, một mình người đàn ông sơ phơ, cấy lúa xong phơi 7 xào dưa, một mình tôi phơi tất, xong là đến lúc ốm đau nó bỏ ra vợ. Thì anh bảo không, không, cả hàng xóm mọi người đều biết bảo thế thì mày nó chứ, mày con người cái mồm mày chỉ là làm hại cái thân mày thôi. Bây giờ chồng nó như thế phơi 7 xào dưa mấy 3 xào thóc. Ừ. Buổi trưa đi đến nắng nôi các thứ dứt đầu về vợ con ở giờ vợ quan vạ ai nào con thì mười mấy tuổi đặt vạ gì nó đúng này. Không vợ chồng quan tâm với nhau chứ ngoài cái chuyện cấy mấy sào lúa đấy mình hình như còn đi phụ hồ xây gì đúng không? Vâng, tôi còn đi xây nữa. Về có nói với vợ là thật ra đợt này tháng này đi xây được có 10 buổi, còn 4 buổi nó mưa, 3 buổi nó nắng, 2 buổi bị thế nọ thế kia. Cho nên anh được có 3 triệu mốt, anh giữ lại triệu mốt, em cầm 2 triệu nọ kia. Bởi vì đôi khi thế này, từ trước mình thành thói quen, hàng tháng ngoài cái nông nghiệp ra mình có đi làm, mình mang về cho vợ, nó tạo thành một thói quen. Nay không có nữa mà lại không có cái giải thích rõ ràng, người ta nghĩ là mình giấu đi. Vâng. Mà ông đã giấu đi, ông muốn ăn riêng hay là ông cho gái hay ông không quan tâm, đã thế thì ốm đau thì tự đi mà mua thuốc, tự đi mà chăm. Chứ tôi tin rằng là cũng không có một cái người nào mà lại bội bạc tới mức độ nếu như mình được quan tâm tử tế mà lại như thế. Chắc nếu có giận thì một cái lần đó thôi. Thế còn nếu như mà bây giờ cuộc sống nó nhạt nhẽo thì phải xem xét lại cái lối sống của mình. Cái việc thứ hai là thế này ạ. Vợ mình sống với mình 20 mấy năm, hai đứa con mình nuôi từ tấm bé mà bây giờ mình còn thấy không nhận được cái sự yêu thương. Bây giờ anh có chia tay bà này thì anh kiếm được cái bà nào mà bà yêu anh, thì anh thì nhìn lại bản thân mình xem đúng không? Mình còn có cái gì? Cho nên thứ nhất là mình cứ điều chỉnh cái lối sống của mình, sống hết lòng về vợ vì con đi. Lúc nào mà mình khỏe thì mình nói rằng hôm nọ bố giận cực kỳ luôn. Bố suốt cả cuộc đời vất vả về gia đình này, chẳng có cái gì cho riêng mình, mong muốn là ngày ốm ngày đau thôi thì vợ nấu cho bát cháo viên thuốc nọ kia, cho mình cứ vừa là trách vừa là phê bình cả vợ cả con như thế đúng không? Thế rồi chịu khó mà làm mà ăn, rồi có cái gì đấy thì nói thẳng ra. Tháng này là chắc là mẹ lại giận bố không đưa tiền gì, có biết đâu chủ nó còn đang quỵt đây này, hai đợt tháng nay là nó chưa thanh toán tiền công. Bởi vì tôi nghĩ rằng là mình cứ tử tế thì chắc không ai nỡ ác qua với mình đâu. Nếu mà người ta ác thì chả sống với mình 20 mấy năm nay, có vợ có chồng rồi. Đến cái tuổi mà bắt đầu ngoài 50 rồi là mọi người bắt đầu khó tính dần đi, mình cũng phải lựa một chút nhá. Chứ còn đừng nghĩ chuyện ban nãy anh bảo là này, bây giờ cái việc này đáng lẽ ra là bà vợ tôi là tham gia là phải với con gái nhà bà phải nhất, nhưng mà người ta bảo đối giáo thừa dọc mà. Mà mẹ vợ tôi nó không ra gì, và cho con vợ tôi nó như thế. Và tôi cũng nhìn rằng tôi định bỏ hàng mười mấy năm nay được. Anh năm nay anh ngoài 50 tuổi rồi. Vâng. Cái bà mẹ vợ nếu có chắc bạn 70 mấy 80 rồi. Vâng. Mình cũng sắp làm bố vợ đến nơi rồi. Vâng. Mình đừng có nói cái trách cái bà mẹ vợ làm gì cả. Vợ rồi. Chồng 50 mấy tuổi đầu không nói chuyện được với nhau, xong mà mình cứ phải đi nghe cái một cái cụ già gì đấy. Vâng, tôi nói chuyện với vợ với các em vợ đấy, bảo đấy các đứa em nó chửi vợ tôi nhiều lắm nhưng mà đâu. Việc nhà mình giải quyết anh ơi nhá. Thứ nhất là anh đi nhờ vả ba mẹ vợ là đã không phù hợp rồi. Xong anh lấy đi kể chuyện nhà mình với các em vợ để làm gì? Để mong người ta giúp tìm mình. Trong khi đó cái công việc nhà mình chưa giải quyết được.
nhá. Mình tự giải quyết. Và như anh Đinh Đoàn vừa chia sẻ, anh nên xem lại cái hành vi của mình đối xử với vợ con đã thật sự tốt chưa để khiến người ta phải đối xử với mình như vậy. Xin chào anh, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Rõ ràng qua cái câu chuyện này thì không thể cứ một chiều mà phê bình được, đúng không anh Đinh Đoàn? Vâng. Tôi thấy trong cuộc sống của chúng ta ấy, đành rằng cũng có người thế này người thế khác, nhưng mà phần lớn đôi khi chúng ta cứ trách người khác. Vâng. Cho nên bao giờ tôi cứ hỏi lại anh, thế thì anh có bao giờ chị soi xét lại chính mình không? Bởi vì tôi không tin rằng là có một người nó lại ác, nó bạc bẽo tới mức mà chồng hết lòng là vì vợ vì con, có đồng tiền đến có con ngan mua về chặt ra rồi bó lên mâm dâng nó mà nó không ăn, và rồi ốm nó nằm đấy nó không nọ kia. Chắc là có cái hờn dỗi gì mà mình không thì lắm giờ cái câu chuyện ý thì tôi cũng đã hỏi là cái thời điểm anh bị sốt thì hai vợ chồng có mâu thuẫn gì không, đúng không? Thế nhưng mà hình như là anh ý đang đổ tất cả lỗi cho người khác. Đúng và thế. Luôn luôn bảo vệ cái quan điểm của mình, làm mình như thế là phải được quan tâm, phải nhận được sự quan tâm cơ, đúng không bác đúng sĩ? Rồi ạ. Vâng ạ, vâng. Tôi cũng nghe câu chuyện của khán giả này với cả anh Văn cũng như là anh Đoàn. Và bản thân tôi thì cũng là mẹ vợ, cho nên là đấy, như anh Đoàn nói tôi cũng rất là chạnh lòng. Cũng không biết là chúng nó ở nhà, chúng nó sống thế nào, nó cãi nhau ra làm sao. Bây giờ nó lại đổ cho mình. Vâng. Lôi vào mẹ vợ ra. Mà bà cụ là 80 tuổi, mẹ cứ nói là bà cụ xui con gái. Khổ mà con gái 50 mấy tuổi rồi, nối giáo cho rằng. Rõ ràng khi mà mình chưa biết được mình đang sai thì rất là khó. Đúng rồi ạ. Vâng, thực ra em nghĩ là cái tuổi này ấy, cái tuổi ngoài 50 ấy, kể cả phụ nữ chắc là chị vợ thì cũng đã xem như thế rồi ạ. Nó cũng có những cái thay đổi, những cái diễn biến trong tâm lý nó cũng không được như trước nữa. Thứ hai là con cái nó cũng lớn dần rồi, nó không quá phải vất vả thì bắt đầu mới ngồi ngẫm nghĩ ra và nghĩ lại tất cả, sâu chuỗi lại tất cả những cái vấn đề này, những cái vấn đề khác. Thế kết hợp với một anh chồng mà lại lúc nào cũng nghĩ là mình đúng, lúc nào cũng nghĩ là mình hết lòng vì người khác, còn người ta không ra gì đối với mình, vân vân, thì em nghĩ là cách giải quyết mâu thuẫn ở đây là nó sẽ khó tìm được tiếng nói chung. Vậy thì chỉ có khi anh này phải tự xem lại mình, kết hợp với cả kể cả chị vợ nữa, chị vợ cũng phải xem lại cái tình cảm của mình, xem lại cách ứng xử của mình, thì hy vọng là cái gia đình này nó mới có thể bền vững được. Dạ vâng. Mà nhất là cả hai vợ chồng đang ở cái độ tuổi gọi là tiền mãn, vâng, đúng không? Đấy. Tôi nghĩ là anh ấy cũng là người đàn ông, đôi khi sống cũng thoáng thoáng một chút. Vâng. Anh ấy ốm mà anh ấy nằm sốt, anh cứ gọi mẹ mày vào đây bóp cho tao cái tay, vâng, đánh tao cái cảm. Thì ai mà không vào, đúng không? Đây lại cứ nằm đấy nghĩ rằng là tao đi làm kiếm tiền về, bây giờ tao sốt đây này, tao đắp chăn đây, thì chúng mày phải vào, chúng mày phải sờ, vâng, chúng mày phải bóp chẳng hạn. Coi như là một sự đền ơn đáp nghĩa thì... Thôi thì gọi là đói thì phải kêu, vâng, ốm thì phải nhắc, vâng. Thế là người ta mà được tự nguyện thì là cái tốt, nếu không thì mình cứ nói một câu nhờ, đúng không? Vâng. Rõ ràng thì mỗi người cũng phải tự xem xét lại chính bản thân mình để, vâng, xem là mình đối xử tốt với mọi người chưa, mà đòi hỏi mọi người đối xử tốt với mình, đúng không ạ? Rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn cũng như là bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Còn bây giờ thì chúng ta đã kết nối điện thoại với một khán giả gọi đến từ tỉnh Bắc Ninh. Chào anh Văn nhé. Dạ vâng, chào anh ạ. Chào anh Văn, anh Đoàn và chào chị Hoàng Thị Hải nhé. Dạ vâng. Tôi rất thâm vinh dự nay được nói chuyện với các anh ở tổng đài, mà các anh làm việc từ ngày tôi còn thanh niên mà đến giờ thành ông cụ rồi. Tôi ông cụ một lần cho nó quý hóa. Thế ông cụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Ông cụ năm nay 62 tuổi rồi. Úi giời, thế chắc là gọi ông cụ được, phơi phới thanh niên gì. Thì dạ thôi, thì cũng là 60 là các cụ rồi mà này. Dạ vâng. Thế là cụ Đoàn đang ngồi đây cũng 62 đấy. Thế đồng viên cụ Đoàn. Dạ vâng ạ. Rồi anh muốn chia sẻ điều gì đấy ạ? Tôi chỉ có một cái chuyện là tôi thỉnh thoảng tôi bị xuất tinh, quan hệ xuất tinh ra thì nó bị muốt, thì tôi hỏi bảo là ví dụ như vào vợ đấy thì có ảnh hưởng đến của vợ không, bị bệnh có việc gì không. Rồi, thế là cụ 62 là một tuần được mấy lần ạ? Đại khái là thường thường thì nó khoảng 4-5 ngày một lần. À, rồi. Thế là cũng không được, và cũng không được lâu, độ khoảng từ 5 đến 10 phút thôi. Rồi, anh có nói là mỗi lần xuất tinh ra thì thấy buốt đúng không? Buốt là của thỉnh anh. Thỉnh thoảng thôi, chứ không phải lần nào cũng bị thế. Thỉnh thoảng thôi đúng không? Và anh cũng chưa đi khám ở đâu đúng không?
chưa đi khám đâu. Và anh đang lo lắng là mình bị buốt như thế thì cái chất của mình nó đưa vào người của vợ thì nó có ảnh hưởng gì không, đúng không? Vâng vâng, thế thôi. Cụ bà năm nay bao nhiêu ạ? Cụ bà năm nay 57. À, vẫn còn trẻ phơi phới. Đâm ra là cụ bà vẫn đáp ứng tốt đúng không? Vâng. Nhưng mà không, cụ bà của tôi thì nó lại thế này này. Dạ. Từ ngày đấy nhà tôi, người chứ bao giờ đòi tôi quan hệ, đồng tôi phải rõ thôi. Thế này. Rồi, tức người ta ngại ngùng ấy. 57 tuổi người ta cũng phải ngại chứ. Nhưng mà mỗi người quan hệ toàn hối là tôi chủ động, là ông bà cứ nằm ảnh ra, muốn làm gì thì làm. Nên là nắm lúc cũng chán. Nên là từ ngày này nhau rồi cháu bao giờ bà đấy làm cho nằm giúp tôi, giờ toàn tôi phải nằm đấy hết. Rồi, khổ thế đấy chứ. Khổ thế đấy. Cứ nằm ảnh ra thôi. Người ta hưởng thụ, người ta phải nắm im như gì đó. Nhưng mà không vớt ve chồng, ông hiểu chồng gì cả. Cứ mà trả trị tương tác chồng đúng không? Khổ thân. Khổ thân. Bác sĩ Hoàng Thứ Hải sẽ tâm sự với anh nhé. Xin mời chị Hải ạ. Vâng ạ, tôi chào anh ạ. Vâng, chào bác sĩ Hoàng Thứ Hải. Vâng. Tôi rất ngưỡng mộ bác sĩ. Không biết bác sĩ có nhiều tuổi hơn tôi không, không biết. Dạ không ạ, tôi cũng xem tuổi vợ anh ạ. Cho nên tôi là thấy, tôi là thanh niên, là thấy các bộ ba của anh chị là đã làm việc rồi, tôi đã ngay từ ngày thanh niên mà bây giờ là thành cụ rồi, cho nên mà là cũng tôi cũng muốn tiếp xúc một lần cho nó may mắn, cho nó quý hóa mà. Cảm ơn anh. Vâng. Thứ nhất là tôi, tại vì ban nãy tôi cười là vì tôi cũng xem tuổi vợ anh, cho nên là cũng cho nên là cái chuyện mà chúng tôi không quá gọi là tương tác nhiệt tình, hoặc là đôi khi nó không chủ động, nó cũng là bình thường thôi ạ. Vâng. Cũng không phải có gì là bất thường đâu ạ. Mặc dù có thể chúng tôi cũng biết là các anh không vui lắm, không hài lòng lắm, nhưng mà thực sự là cái chi phối cảm xúc của mình và để cho những cái hành vi giả tạo thì chứ không phải nhiều chị em phụ nữ làm được đâu. Cho nên là thôi anh cũng thông cảm, nhà có gì dùng nấy. Vâng. Cái mà anh lo ấy là tôi đang lo về phía anh ấy. Bởi vì khi anh xuất tinh mà anh lại thấy buốt ý, thì mình cũng nên là phải đi kiểm tra xem là cái niệu đạo hoặc là cái dương vật của mình nó có vấn đề gì không. Chứ còn cái mà mình anh lo cũng rất là đúng thôi, bởi vì là nếu như mà anh có viêm nhiễm của cơ quan sinh dục thì có thể là trên cái đường khi mà mình quan hệ tình dục lúc mình xuất tinh á, thì có thể là cái nguyên nhân đấy nó cũng làm ảnh hưởng tới cái tinh dịch của anh, hay nói cách khác là có thể nó làm nhiễm trùng cái tinh dịch của anh, và nếu tinh dịch đấy mà lại xuất vào trong âm đạo của người vợ thì có thể nó cũng làm lây những cái bệnh gì đó cho chị ý. Đấy. Thế thì cho dù như thế nào thì tôi nghĩ là anh cũng phải đi khám thôi ạ. Mình cũng rất là tiện mà. Mình đi khám nam khoa, hoặc là anh có thể đến cái bệnh viện đa khoa mà có hệ tiết niệu ạ. Ít nhất là cũng phải xét nghiệm nước tiểu này, hoặc là xét nghiệm tinh dịch xem là nó có nhiễm trùng, nhiễm khuẩn gì không, hoặc là có viêm nhiễm gì. Thì bởi vì là ở trên cái mà đường niệu đạo thì nó có thể liên quan cả tới hoạt động của cơ quan sinh dục và hoạt động của hệ tiết niệu. Thế cho nên mình kiểu gì thì anh cũng nên đi kiểm tra xem nó có bị bệnh gì không nhá. Vâng. Nhưng mà tôi vẫn yên tâm, cái là lúc tôi vẫn mấy cái nhìn đàn bà tôi vẫn thích lắm, cho nên tôi vẫn chưa vẫn ngẩng đầu hiên ngang được lắm, cho nên là tôi vẫn chưa hài lòng. Đúng rồi ạ. Mình vẫn ngẩng đầu hiên ngang, mình vẫn ham thích, anh có thể ham thích đến tận 80-90 tuổi, thậm chí khi nào anh đi về với các cụ anh mới hết ham thích. Đấy là bình thường. Vâng. Thế nhưng mà nó có vấn đề trục trặc thì mình cũng nên, nó đã có những cái dấu hiệu cảnh báo như thế thì mình cũng nên đi kiểm tra xem nó có vấn đề gì không. Vâng, đúng rồi, nhưng mà phải kiểm tra thì không, để không ảnh hưởng đến cả vợ yêu quý của mình, mà vợ yêu quý nhất của mình mà lại không may lại bị cái gì cả. Chê vợ là không tương tác nhưng mà vẫn kêu là vợ yêu quý nhất của mình. Đó là người đàn ông tuyệt vời đấy anh ạ. Nhá, xin chào tôi, anh. Quý vợ tôi nói chung là không thể gọi là không thể là người khác đẹp hơn vợ tôi được. Rồi. Trong tâm trí thôi là vợ tôi đẹp nhất. Nhất trí, đồng ý với anh nhá. Và hy vọng là anh mãi mãi yêu vợ như vậy. Nhà. Vâng, tôi chào bộ ba anh Văn Anh Linh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thị Hải nha. Chúc rất cảm ơn anh đã quan tâm đến chương trình của chúng tôi và gọi điện chia sẻ. Xin chào anh, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thị Hải. Rõ ràng sau cái câu chuyện này với thính giả thì chị Hải cũng giật mình, bởi vì sự tương tác của mình có khi là cũng chưa nhiệt tình, mà biết đâu là chồng của mình lại gọi điện đến chia sẻ với cửa sổ tình yêu thì đường dây khác. Dạ vâng, đường dây khác đúng không anh Đinh Đoàn? Thật ra thì cũng thấy từ đầu đến giờ câu chuyện của người đàn ông này cũng vui.
Vâng. Thứ nhất là anh ấy là người rất là cởi mở, khi vâng. có vấn đề là hỏi ngay. Dạ. Cái thứ hai nữa là lại hỏi là nghĩ đến cho vợ. Vâng. Mà không đúng biết rằng cái việc của mình đang phải lo nhưng mà vẫn cứ nghĩ cho vợ. Mà đúng như bác sĩ nói rằng là nếu mà việc của mình mà không sao, vì cái bình thông nhau mà. Vâng. Nếu mà ông này mà bị viêm cái gì đấy mà nó lại sang chuyển sang bên kia thì cũng 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 đó. Thế nhưng mà vì câu chuyện nó mở rộng sang cái việc là vợ chồng quan hệ rồi, tuổi này 57 tuổi đã là điện nước thì cũng chưa chắc là đã được giạt rào, đã thế lại còn ạch ra. Tôi nghĩ là cái sự thụ động mà có lẽ tới phải 80%. Tôi không 80% phụ nữ, còn 20% là những người gọi là có trình độ cao, đấy, level cao thì thuộc vào giới trẻ. Vâng. Thế còn với những người lớn tuổi, trừ bác sĩ Hoàng Thị Hải, còn cái đám về trước ấy, vâng. là cũng phần lớn là nằm hưởng thụ vậy thôi. Bởi vì cũng không biết làm gì cơ. Trước đây có ai dạy đâu rằng là à, mày vào cuộc thì mày phải nhảy lên, mày bóp cái nọ, mình nắn cái kia, hay là mình tương thế này, mình tác thế kia đâu, đúng không? Dạ, vâng. Sau này chúng ta mới có những các cái chương trình truyền thông về sức khỏe sinh sản tình dục. Vâng. Thôi thì hy vọng rằng là qua cái thế hệ này, từ thế hệ sau đi, các bạn ấy nâng cao tay nghề. Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ và lời của anh Đinh Đoàn. Có đến từ Hải Phòng ạ. Tôi ở Hải Phòng đây ạ. Dạ vâng, xin chào chị. Chị có thể giới thiệu một chút về mình được không ạ? Lời chúc chương trình và cho anh Tư Đoàn, anh Đinh Đoàn tư vấn cho gia đình của tôi chút ít nha. Dạ vâng, chị trình bày câu hỏi đi ạ. À, thì tình tôi hỏi là tình hình là gia đình là tôi không có con gái mà có hai cô con dâu. Vâng. Mà hai anh con trai lại lấy cùng một tuổi. Và vâng. anh cũng con ngựa, vợ em cũng con ngựa. Mà cái cô con dâu này thì thật tình là không có gì xích mích của gia đình hoặc gì. Nhưng mà bây giờ nó gây tự nhiên là chị em không hòa hợp, xong rồi là cứ sưng mặt sưng mũi. Bây giờ thậm chí về nhà ngày thứ bảy chủ nhật là về có công có việc, không đứa nào hỏi đứa nào. Bây giờ tôi rất tân vân thì tôi nhờ chương trình, nhờ anh Đinh Đoàn, anh tư vấn rất là hay, tôi rất hâm mộ thì anh tư vấn cho. Và sau vâng. chương trình này thì tôi hỏi về cái tình của vợ chồng tôi một chút nhé. Dạ vâng, tức là chị có hai cô con dâu đúng không ạ? Đúng rồi. Thế bây giờ là hai cô con dâu, hai vợ chồng, hai cặp vợ chồng ấy ở chung nhà với chị à? Không, một đứa ở trong nhà quê với tôi, một đứa bé lớn là ở trong nhà quê nhưng mà nó cũng ở riêng rồi. Thế còn thằng bé là ở Hải Phòng, vợ chồng là làm ăn ở Hải Phòng. Thế mà bây giờ có ngà có công có việc, hay thứ bảy chủ nhật mẹ muốn đổ về đoàn tụ cho vui vẻ, nhưng về không đứa nào muốn rồi. Đứa nào. Tóm lại là khi nào có công có việc hoặc là cuối tuần mà muốn gọi các con về sum vầy với ông bà nội đúng không? Thì hai cô con dâu có vẻ bằng mặt nhưng không bằng lòng và hay mâu thuẫn. Cụ thể cái sự mâu thuẫn đó là gì, chị có thể nói rõ hơn được không? Mâu thuẫn thì là có nghĩa là nó không hỏi đứa nào hỏi đứa nào. Vợ thằng bé thì nó có vẻ tránh lẹ hơn. Vâng. Nhưng mà vợ thằng lớn thì bằng thằng lớn thì ra chuyện tao là chị mày. Mày không hỏi tao thì tao cũng có mày. Dâu trưởng. Mà con, bé này, cái con bé cũng tuổi ngựa ra chuyện nó hai chị em hơn. Dâu là bằng tuổi nhau. Đấy, đấy hai cũng. Anh cô con dâu còn tới nhau. Dạ vâng. Không đứa nào hỏi đứa nào trong. Thế thì tôi mới bảo rằng là thằng bé bảo hôm nào tao họp gia đình lại để tao xem là hai đứa này nó như thế nào, chứ lại để gia đình như thế này tao buồn lắm nọ kia. Thì thằng bé lại gản bảo thôi con xin mẹ cứ mặc kệ thì nói, chứ bây giờ mà mẹ lại nói ra rồi thế nọ thế trai thế này tôi lại nặng yên thì bây giờ. Thế nhưng mà hai cô con dâu này thì đối xử với mẹ chồng thì ra làm sao? Hai cô con dâu đối xử với mẹ chồng thì nói chung là nó cũng bình thường, nhưng mà rất tốt đúng không ạ? Tốt được. Không có vấn đề gì nó cả, chỉ có mỗi hai chị khác. Em là có vẻ xung khắc với nhau thôi đúng không? Đúng, hai đứa chung khắc, còn đâu thì dạ, còn bé này. Thế hai cậu con trai của chị thì thế nào, có đoàn kết không? Hai thằng anh em nó thì đoàn kết lắm. Ui dồi, thế tuyệt vời quá, gì nữa à? Tôi nghĩ từ của tao cũng may là hai cô này mà lại ở hai nhà khác nhau đúng không, mà cũng không ở chung với ông bà nội đúng không ạ? Đúng rồi. Thế là cái sự mâu thuẫn là cũng chỉ có khi mà tụ tập họp hành gia đình thôi đúng không? Anh Đinh Đoàn mà chị đang ngưỡng mộ, từ đây đầu đến giờ chị đang nói là chị ao ước được anh Đinh Đoàn tư vấn sẽ tâm sự với chị nhé. Xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Vâng, xin chào anh Đinh Đoàn. Vâng, xin chào chị. Chị nghe rõ không? Có, chị nghe rõ. Vâng, vâng.
Trước hết thì phải nói là rất là vui, bởi vì chị 68 tuổi, giọng rất là mạch lạc rõ ràng, gần 70 tuổi thì nhiều người ngẫy ngãng lắm ấy, câu được câu mất rồi, nói thì run run rẩy rẩy, nhưng mà nghe giọng của chị mà còn nói qua loa qua đài mà thấy vẫn còn sang sảng minh mẫn, là còn biết phân biệt là các con dâu thế này, con trai thế kia, phải nói là tuyệt vời, chúc mừng chị là sức khỏe tốt. Việc thứ hai phải nói rằng là hai cậu con trai đoàn kết và cả hai cô con dâu đều đối xử tốt với bố mẹ, thôi thế là được rồi. Thế còn cái chuyện mà nó có một muôn vàn lý do để hai cô con dâu có thể không bằng mặt mà không bằng lòng. Cái thứ nhất anh chị lưu ý thế này này, đôi khi mình không nhận ra đâu, nhưng mà cái sự đối xử không bình đẳng lắm của bố mẹ đối với, có vẻ ta quý cô con dâu lớn hơn là cô con dâu bé. Đôi khi chúng ta có thói quen là cái cô dâu nó ở cạnh nhà mình ấy, đôi khi ốm đau thì mình phải nhờ vả nó, rồi hàng ngày nó cho bát canh bát kiếc, rồi ốm đau nó giặt giũ quần áo cho, thì ta lại thấy không thấy quý bằng cái đứa nó ở xa xa, mấy tháng nó về một lần, mỗi lần nó biếu 1 triệu 2 triệu là đi đâu cũng khoe, đấy cái con cháu nó ở Hải Phòng ấy, đợt vừa rồi nó về nó cho 1,5 triệu 2 triệu, ví dụ như thế, thì làm cho cái cô dâu mà nó ở cạnh mình ấy nó cũng chạnh lòng. Đấy, nó cho tí tiền thì lúc nào điệu khoe, đây thì ốm đau nó phải hầu với hạ, cấp bao giờ được một lời động viên, ví dụ như vậy. Đây tôi lấy ví dụ thôi nhá. Đấy là thứ nhất là do chính bố mẹ mình xem xét lại cái đường ăn nét ở trong lúc mà có điều kiện tụ tập các con ấy, mình cứ khen các con đi. Bố mẹ rất là vui mừng vì thấy các con bảo ban nhau làm ăn, cùng phấn đấu nuôi dạy các cháu rất là tốt. Đúng là mỗi đứa mỗi cảnh. Cái con kia thì ở xa không có điều kiện thăm hỏi bố thường xuyên, nhưng may mắn quá có anh chị nó ở nhà, thành ra cũng đỡ đần. Cô nào mình cũng có cái lời khen. Thế thì đấy là cái vai trò của mình ấy, chứ không phải là tổ chức của họp đâu ạ. Đã họp là thế nào cũng kiểm điểm, mà kiểm điểm thì phải có lời khen, người này chê người kia là làm cho người ta lại mâu thuẫn hơn lên, đúng không? Cho nên hai cậu con trai hiểu rồi đấy, đừng họp gia đình, mình cứ điều hòa bằng cái việc mà mình nhận xét các con. Việc thứ hai nữa là các cô có những lý do có thể mâu thuẫn với nhau này. Hai gia đình mà một cô được chồng chiều chuộng hơn cô kia thì không được chồng yêu bằng ấy, là cũng ghen ghét nhau này, rồi nhà cô này có khá giả hơn, là kinh tế khá hơn cô kia, cũng bị cô kia ghen ghét này, nó ướm lắm, nó bắt nạt con trai tôi. Dạ. Xong rồi nè, bố cơ tôi tư vấn thêm để chú tư vấn cho này. Cái con thứ hai này, dù thứ hai nó ở xa nó không ấy, nhưng mà nó bắt nạt chồng, nó nốt chập cầm trịch, xong rồi nó đối xử với tôi nói thật là không tốt. Còn giữa cái hai tôi rất là công bằng, tôi không là thiên vị đứa nào cả. Yeah. Đứa nào cũng quý, đứa nào cũng nghĩ. Mà còn thứ hai này nó đẻ mà tôi ra mà nó còn coi tôi như người dưng, mà nó còn nói mà đến lúc về nhà mà quát tháo con trai tôi phải khóc đấy. Đấy, đấy nên là rồi tự nhiên là thì tôi không có cái chuyện gì cả, mà tự nhiên là nó như cái giọng nó tị là con ở gần này để được biết con với cháu, thì nó ở bên ở ngoài xa thì bà ngoại nó trông hộ tôi, nó đẻ tôi phải cho 5 triệu, mà tôi tao không trông được thì tao cho 5 triệu để mua bán rồi chi tiêu, còn bà ngoại ra giúp hộ được. Nhưng mà nó kinh lắm, nó quay tài. Còn thứ hai này nó cũng cái con ngựa mà nó kinh lắm. Con gái thì con gái là nó trịch thượng, coi như là nó ấy, cho nên nó không chị em, nó không tự nhiên là nó không đoàn kết. Chứ còn tôi không phân biệt để đối xử. Vâng, tôi bảo là nhắc nhở là mình xem xét lại thôi, chứ còn có nhiều lý do để hai cô con dâu không vui vẻ với nhau. Thật ra này này, mỗi anh con trai của mình nó có tính cách khác nhau, cho nên là các cô con dâu cũng ứng xử khác nhau. Ví dụ cái anh con trai cả, anh ấy cũng làm được tiền này, anh cũng có tinh thần rất là quyết đoán này, rồi lại quyết định cái gì là rất là chuẩn chỉ, cho nên trong gia đình anh ấy giành được vai trò làm nóc nhà. Thế còn ví dụ như gia đình đôi vợ chồng của cậu con trai thứ hai ấy, thì cậu con trai thứ hai được cái là hiền lành, chịu thương chịu khó, thương vợ thương con, nhưng mà lại không được nhanh nhẹn lắm, kiếm được tiền cũng không giỏi bằng, thế rồi lại cứ hay nhường nhịn chẳng hạn. Thế cho nên là được cái cô vợ kia thì cô ấy cũng cứ hay lấn lướt một chút. Thôi lâu lâu mình mới ra, mình nhìn thấy, mình thương con mình, xót con mình. Nhưng mà hãy nhớ rằng là vợ chồng anh chị sống với nhau mới là quan trọng. Lúc không có mặt con dâu ấy, mình có thể nói với con trai thôi: con ơi, mẹ thấy như thế không được, con có gì thì con phải nhắc nhở, chứ làm sao mà con để cho nó coi thường, nó coi khinh trước mặt mẹ mà nó còn mắng con nhem nhảm chẳng hạn. Ví dụ như thế, mình tăng cường, mình hỗ trợ để cho con mình nó có cái
cái sự sáng suốt hơn, có cái sức mạnh hơn để mà nói chung sống với vợ nó, chứ không phải là mình ngồi mình bây giờ phân tích với lại bênh ai cũng 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 chết. Cái chuyện mà bà nội chăm được ít hơn còn thì nó ở gần bà ngoại chăm là chính, nó chỉ là cái cớ thôi. Chứ còn thì đã không ưa sẵn rồi mà đã không vui, không hài lòng sẵn rồi thì một cái yếu tố rất là nhỏ cũng làm cái cớ để người ta bám vào đấy để người ta có thể nói. Nhưng mà tôi nghĩ là chị không nên quá chấp. Chắc chắn là thôi kệ, đời cua cua máy, đời cái cái đào. Con trai mình cũng đã lớn, đã trưởng thành, có vợ, có con. Mình cũng 6-8 tuổi đầu. Mình cũng chẳng thể nào mà cứ đi ngồi đấy mà thương là để bị vợ bắt nạt. Xong rồi mình lại còn có cái can thiệp. Rồi cuối cùng mình nói được vài câu mình lại về, chứ mình có sống ở đấy để mình bênh vực con trai mình đâu. Khéo không rồi con trai mình còn bị hành hạ nhiều hơn, đúng không ạ? Nhá. Hy vọng rằng là mình chỉ là người đứng sau. Và hai nữa là cũng để cho con phải tự lập trong cuộc sống. Người mẹ nào cũng thương con đến 40 tuổi vẫn thương, là khổ thân thằng bé bị vợ bắt nạt. Nhưng mà thôi, phải để thằng bé phải tự lớn thôi ạ. Dạ vâng. Hy vọng là những cái chia sẻ vừa rồi của anh Đinh Đoàn sẽ giúp ích cho chị ít nhiều. Và như chị biết đấy, thì hai cậu con trai của mình còn hai tính cách khác nhau. Đâm ra hai con dâu dù có chung tuổi ngựa đi chăng nữa thì cũng vẫn là khác nhau mà chị. Và cái điều quan trọng nhất của chị bây giờ là 68 tuổi, sức khỏe là chính. Xin chào chị, cảm ơn chuyên gia giáo dục Đinh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Thái Bình. Em thì trước bây giờ vợ chồng sống đến bây giờ vẫn nhưng có một điều là hôm vừa rồi. Vâng. Em cũng hơi dại một tí này đi gặp bạn bè. Vâng. Thì sau khi lâu ngày gặp nhau, anh em liên hoan xong thì có rủ anh em ngồi rủ đi gọi là đi tập quất. Vâng. Và thế là cũng cô cho giải lần đầu tiên cũng là kinh luôn. Thế là vào đánh tập quất thì cái cô nhân viên phục vụ đấy, thế là cô cũng có gợi ý, nhưng em không, nói chung là không dám quan hệ, nhưng mà cô ấy ấy quá rồi mình mùi nồng thì cô ấy dùng gọi là miệng cô ấy thì sau xuất ra là em chỉ kinh, không may nếu có bệnh tật gì không thì từ bên này là khiếp, cho nên là nhà bác sĩ tư vấn giúp. Rồi tôi tóm tắt lại câu hỏi của anh nhá, tức là hôm vừa rồi thì đi họp lớp hay là họp liên hoan gì đấy, thế sau khi liên hoan xong thì có tí rượu tí chè tí bia vào rồi thì là hứng khởi, thì cả nhóm là rủ nhau đi tẩm quất massage. Và tại cái quán massage đó thì cái cô nhân viên gợi ý rằng là tiến xa đến rét không, đúng không? Đúng thì rồi, anh đúng rồi. Mặc dù là ban đầu thì có vẻ là không đồng ý nhưng về sau lại đồng ý rồi, đúng không? Thế nhưng mà chỉ có quan hệ tình dục bằng miệng, đúng không? Chứ đúng chưa rồi, có quan hệ rồi, thế kia là mình không dám, mình cũng kinh. Rồi, thế không dám nhưng thế kia là cũng ghê rồi đấy. đấy, thế cho nên mình chọn từ mấy thế này. Thế là cô ta dùng miệng kích thích bộ phận sinh dục của anh, đúng không? Đúng rồi. Và anh lo rằng như thế là có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mình không? Có lây gì truyền bệnh nào mình đúng là hãi hồn. Lây nhiễm gì không, đúng không? Dạ, từ hôm đó đến nay là bao lâu rồi? Là một tháng này, hơi tháng này rồi. Thế à? Cái chỗ ấy nó có biểu hiện gì khác thường không? Nói chung là vẫn cứ bình thường, không có vấn đề gì cả. Vì cô cũng còn chồng con, thực ra mà nói là mình thì nếu nói đúng là nhìn thì cũng không bảo vợ mình ở nhà, mình cũng không ôi, tại sao lại cứ phải đi nghe cô tiếp viên cô nói xem cô ấy có thật lòng hay không? Không. Bây giờ là phải quan hệ bây giờ là phải quan tâm đến cái sức khỏe của chính bản đúng thân rồi. Mình nhá. Còn mình cái chuyện mà có lây gia đình như này, vợ con đàng hoàng, cho nên mình cũng không dám, nhưng mà hôm ấy rồi đúng là rượu chè vào rồi nó chỉ có một tí thế thôi. Rồi ông nào đi như thế chả nói như vậy. Vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem cái khả năng lây bệnh từ cái việc quan hệ tình dục bằng miệng như thế có xảy ra hay không nhá. Xin mời chị Hoàng Thúy Hải. Vâng, xin chào anh. Vâng, chào bác. Em cảm ơn. Từ hôm đấy đến giờ mất ăn mất ngủ đúng không? Đúng rồi đấy. Thế bây giờ câu chuyện này phát lên sóng thì có sợ vợ nghe thấy không? À, cái chuyện vợ nghe thấy thì phải chịu biết làm thế nào. Thế à?
Tôi chỉ sợ là không biết là vợ anh nghe được thì nó có ảnh hưởng gì đến gia đình mình không? Không, ấy. Không, bởi vì này, gia đình vẫn cứ hạnh phúc, vợ mình cũng làm sao vậy, là vợ chồng hạnh phúc, con cái cho nó học hành đến nơi đến chốn. Ừ. Đến bây giờ là rất là đẹp rồi, cho nên là cũng thoát dại một lần, nhưng mà thôi thì... Thế sau khi mà làm chuyện đấy thì mình đã nói chuyện với vợ chưa? Nói chuyện với vợ thì sao dám nói với vợ? Thế à? Ờ, xin lỗi là từ trong một tháng này thì mình có quan hệ tình dục với vợ không? Đúng mấy này là không. Rồi. Ừ, cũng còn may là mình cũng còn tỉnh táo và mình cũng có kiến thức anh Văn ạ. Vâng. Cho nên là vâng. Cũng biết đề phòng rồi là cũng rất là lo lắng. Vì vậy cũng vâng. Gọi điện đến chương trình. Vâng. Ừ, một lần như thế, hy vọng là tởn đến già đúng không? Vâng. Vâng. Đúng là sợ đến già đấy. Sợ đến già đấy hả? Vâng. Vâng. Vâng, anh năm nay mới 50 tuổi thôi. Vâng. Sẽ còn rất nhiều lần liên hoan, rất nhiều lần họp lớp, rất không, nhiều lần có các cơ hội liên khác. Hoan thì cũng đã nhiều nhưng mà hôm ấy mình cũng là chót dại. Vâng. Cũng là lần đầu tiên và chắc cũng là lần cuối cùng đấy. Vâng, tôi cũng hy vọng là như vậy, nếu được như thế là rất vâng. là tốt. Và vâng. Thực ừ, ra thì không gia đình vợ chồng con cái cho nó vui vẻ, nó đến già thì còn không muốn cái chuyện. Đúng rồi ạ. Ngày khác từ trước đến giờ. Vâng. Thực ra thì trong các cái đường lây qua đường quan hệ tình dục thì cái quan hệ tình dục xâm nhập ý, tức là quan hệ giữa dương vật với cả âm đạo thì thường là cái con đường mà nó lây các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục cao nhất. Vâng. Cái đường miệng thì nó cũng là một cái đường quan hệ tình dục và tuy nhiên nó cũng có khả năng có thể làm lây các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục nếu như mà cái cô mà cô gọi là cô tiếp viên này anh. Vâng. Vâng, cái cô massage ấy mà cô ý có những cái bệnh lý ở trong khoang miệng này, có những cái bệnh lý về răng lợi hay nói cách khác là cô ấy có những cái ổ viêm nhiễm ở trong khoang miệng của cô ấy và ở tại những cái ổ viêm nhiễm đấy nó có các cái huyết tương chẳng hạn thì trong huyết tương đấy mà có các cái mầm bệnh ví dụ như là HIV hay là viêm gan B vân vân thì khi mà cô ấy kích dục cho anh, cô ấy dùng miệng thì qua cái hành vi kích dục đấy nếu như làm xây sát hoặc là tổn thương cơ quan sinh dục của anh thì nó cũng có thể là một trong những cái đường lây mà làm lây bệnh cho anh, mặc dù cái nguy cơ thì nó thấp hơn rất nhiều so với đường các cái đường quan hệ khác nhá. Vì vậy theo tôi thì để cẩn thận nhất ý, và cũng là giải tỏa tâm lý của anh ý, thì anh nên đi đến bệnh viện ý, xong rồi anh làm xét nghiệm đi nhé. Ừ, cơ bản ví dụ như là xét nghiệm HIV rồi xét nghiệm viêm gan B, viêm gan C để xem là mình cũng là một cái điều kiện để xem mình có bị hay không. Tất nhiên tôi nói xác suất rất là thấp, cơ hội rất là thấp nhưng không thể nói là an toàn 100% được. Vì thế mà rất tốt là trong một tháng vừa rồi mình đã không quan hệ tình dục với vợ, hoặc là nếu có quan hệ tình dục với vợ thì mình phải dùng bao cao su để mình phòng tránh lây các cái bệnh cho vợ ấy. Đấy, và tôi tin là chắc là cái cách dùng bao cao su an toàn thì anh cũng đã nắm được rồi đúng không? Thế và để giải tỏa về mặt tâm lý thì tôi nghĩ là vẫn nên đi xét nghiệm. Mặc nói chung dù là em cũng điều tra cái cô này mà... ở trên ấy thì cũng có chồng con, về sau em phát hiện điều tra thì ở cái xã bên cạnh ngôi làm đấy thì cô cũng có chồng có con, thế cho nên là em cũng, nhưng mà cái tư tưởng của em vẫn cứ đúng rồi. Tôi cho là cái tư tưởng của anh mới là quan trọng, nếu như anh không được giải tỏa thì anh cũng sẽ ảnh hưởng tới cái chất lượng cuộc sống cũng như là cái đời sống quan hệ tình dục với cả vợ của anh đấy. Và cũng hy vọng đây là một bài học không chỉ cho anh mà sẽ cho rất nhiều những người khác, đặc biệt những cái người đàn ông mà hay đi họp lớp rồi hay liên hoan rồi là hay có những cái cơ hội và đi từ A xong rồi đi tới Z, sướng đâu chả thấy nhưng mà lo lắng thì sẽ rất là kéo dài anh Văn ạ. Dạ vâng, không biết là anh Đinh Toàn hay đi họp lớp ạ? Ôi đừng vớ đua cả nắm đi. Họp lớp là chuyện bình thường. Thế rồi nhưng mà không phải cứ đấy, tránh trường hợp là có những bà vợ mà nghe cái câu chuyện này rồi bắt đầu là cấm chồng hay là cấm vợ, không cho đi sinh hoạt lớp, không cho đi hội hè, thì như vậy là chúng ta sẽ vơ đũa cả nắm. Cái họp lớp, cái hội lớp, cái sinh hoạt cộng đồng nó không có tội tình gì, cơ bản là mình làm gì sau đó thôi ạ. Dạ vâng, và hy vọng rằng như anh nói đây là lần cuối cùng nhá. Vâng, cảm ơn các bạn. Chào anh và cảm ơn hai chuyên gia. Vâng, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243
0868262625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Alo Hà Nội đâu ạ? Alo khán giả gọi đến từ Hà Nội đâu? Vâng ạ, em đây ạ. Chào bạn, câu hỏi của bạn là gì vậy? Em hỏi là em từ hồi 40 tuổi đến bây giờ ấy, em không có gọi là mất cảm giác về sinh lý. Mất cảm giác về sinh lý. À. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? À, năm nay em 50 nhưng mà em mất cảm giác từ lúc 40. À, tức là 10 năm nay. Vâng. Cái chuyện quan hệ tình dục là không cảm thấy là mình thỏa mãn gì cả đúng không? Không, không. Rồi. Thế với chồng à? Hay với ai? Vâng, với chồng chứ. Thế à? Ờ, ngoài chồng ra có tơ tưởng đến chàng trai nào khác đấy? Không. À, thế chồng à? Đã sợ nhìn thấy con trai đã sợ. Ồ, nhìn thấy con trai, tức là nhìn thấy đàn ông nói chung là thấy ghê sợ rồi đúng không? Ghê sợ. Ngay cả với bản thân chồng mình. Và chục năm nay hiện tượng này diễn ra như thế. Cái cảm giác sợ hãi nhất của bạn mỗi khi có quan hệ tình dục là gì? Vâng, giờ nó ví dụ là chồng mà gần đến thì sợ lắm, không muốn. Thế à? Vâng. Thế là tim đập chân run à? Cơ thể có thắt lại đúng không? Mà bây giờ kể cả chồng sờ mó vào người mình cũng kinh ạ. Không có cảm giác gì. Thế à? Có bao giờ than phiền với chồng hoặc là có chia sẻ với chồng về chuyện này không? Chồng bảo rằng em không sướng, anh sướng là được. À. Anh đã thế. Ý kỷ thế. em cứ hỏi, em sợ chồng cũng mất hứng ấy. Ừ. Em cũng hỏi bà rằng là thế anh có thích không? Ừ. Anh mà thích. Thế à? Nhưng mà em lại không có cảm giác. Thế à? Thế anh ấy bảo rằng là em không thích, anh thích là được. Ừ. Không vấn đề gì. Thì có mấy con rồi? Em 2 con ạ. À, lấy nhau được bao nhiêu năm? Em lấy được 29 năm rồi. 29 năm, thế là lên trước bà nội bà ngoại chưa? À, em lên bằng bà nội 8 năm nay ạ. Bà nội 8 năm nay rồi á? Vâng. Tức là có con dâu đều về rồi đúng không? Vâng. Rồi, chúc mừng bà nội. Mà bà nội vẫn ao ước là làm nào bây giờ 50 tuổi, mỗi lần quan hệ thấy thích một cái đúng không? Vâng. Chứ chục năm nay rồi, không biết thích là gì cả. Chẳng thích cái gì cả mà sợ à, chồng mó vào cái dãy đường gạch chứ. Lại còn dãy đành đạch vì thích cái là sợ. Không thế, không nghĩ đến. Rồi. À, bây giờ mà bởi vì là em cũng không thích mà ngủ riêng giường lâu rồi. À, lại còn ngủ riêng. Thỉnh thoảng anh ấy thích, anh ấy sang thôi nhưng mà vẫn không thích. À thế à. Rồi, ông nội của cháu thì chắc là vẫn còn khỏe lắm đúng không? Ông nội của cháu hơn em 2 tuổi. À, năm 2. Năm 2. Vẫn còn khỏe. Không biết là với tình trạng này thì anh Đoàn có hướng khắc phục kiểu gì không ạ? Rồi, trước hết là chào bà nội. Chắc là mình lấy chồng sớm quá đúng không? Lúc ấy là 18 hay 20? Em 21 tuổi. 21 tuổi lấy chồng, có tất cả là có mấy đứa con? Em có 2 đứa ạ. À, có 2 cháu thôi. Cháu lớn 28 rồi. Một đứa 28 rồi. Thế xong mình sống ở khu vực nào, nông thôn hay thị trấn, mình đi làm nông em hay là... Em ở nông thôn đi làm công nhân rồi. Nông thôn hoàn toàn đúng không? Trước đây cái trước lúc sợ ấy thì cái quan hệ vợ chồng thế nào? Quật cường, quật khởi rồi rất là hăng hái rồi ông ấy cũng khỏe, mình cũng hào hứng không, hay là từ trước đến giờ nó vẫn cứ nhì nhằng như vậy? Trước cái 40 tuổi ấy. Vâng. Thì cái việc quan hệ vợ chồng ấy nó có vui vẻ, mình có hào hứng không? À, trước 40 tuổi thì có. Có hào hứng, có thích đúng không? Rồi. Bây giờ cuộc sống có vất vả lắm không? Mình không. Ngoài đi làm công ty có phải bế cháu nội, còn bế cháu ngoại rồi lo đủ kiểu gì không? Thế nhưng mà ví dụ như khi chồng ôm ấp kích thích mình thì điện nước có đầy đủ để mà thực hiện cái việc kia không? Hay là cứ khô khô rát rát? Khô rát rát từ lâu rồi. Thế à, khô khô rát rát lâu rồi. Thế xong rồi rát cũng không có bảo anh là từ từ hay là anh có bôi cái gì vào không, cũng cứ nằm nghiến răng mình chịu đau ấy hả? Không có, chứ có bôi nhưng mà vẫn không thích. Bôi cái gì? Mỡ lợn á? Không biết cái thuốc gì ở hiệu thuốc bán cho. À, cũng là mua ở hiệu thuốc rồi. À, ô thế cũng tốt rồi đấy, cũng có hiểu biết đấy thôi. Thật ra thế này này, không phải là ít người phụ nữ mà đến cái tuổi 45-50 trở đi là không còn có cảm xúc mà ta cứ quen gọi là lãnh cảm đâu. Nhưng không phải một mình thế mà nó có nhiều yếu tố lắm. Yếu tố thứ nhất có thể thế này này, mình là người cũng mãn kinh sớm sớm.
từ cái tuổi 40 giờ đến 50, chắc bây giờ mãn kinh rồi đúng không? Hay vẫn còn? Em chưa mất năm tháng. À thế à? Ừ. Thấy con tuổi tác nó lớn lên một chút rồi, con cái cũng lớn rồi. Rất nhiều người cho rằng là con cái đã lớn, đã lên trước ông bà nội, ông bà ngoại rồi thì cái chuyện kia nó không cần ham hố nữa, vợ chồng ngủ riêng. Quan trọng nhất cái tuổi này là già, tập trung vào ăn uống, chăm sóc, lo toan cho các con, các cháu, chăn con lợn, con gà, và không cho rằng cái việc kia là việc quan trọng. Chính vì vậy thì trong tư tưởng của mình không cho nó quan trọng. Ông ấy thích thì cho ông, còn ông thích thì ông làm, đây không cần. Thì đấy là cái yếu tố mà do tinh thần. Một cái yếu tố nữa ban nãy nói rồi, tức là mình bây giờ cũng 50 rồi thì rất là nhiều thứ về mặt nội tiết cũng như là sức khỏe nó cũng suy giảm. Mặc dù là hiện nay thì mình chưa mãn kinh, nhưng mà rồi sớm muộn cũng trong nay mai thôi, đúng không? Cái cây nó cũng đang ra rất là nhiều vụ quả rồi, cũng đến lúc nó cằn cỗi. Một cái điều nữa thế này, nhiều người có bị áp lực về công việc với cuộc sống đấy, cứ lo toan làm ăn vất vả, đầu tắt mặt tối, thành ra cũng chả nghĩ gì đến cái chuyện kia. Thế ra như cuộc sống nó thảnh thơi một chút, các con nó tự lo cho bản thân, gia đình nhà nó, con cháu nội cháu ngoại lâu lâu mới về chơi với ông bà thôi, còn thì nó đi nhà trẻ mẫu giáo, ông bà đến tuổi này cũng không bò ra để làm giàu làm có gì nữa, thôi thì rảnh rỗi ông bà cũng chở nhau đi đây đi đó, bà ông cũng mua cho bà cái váy hay là cái quần, thỉnh thoảng ông bà ra thị trấn ăn kem ví dụ như thế. Nó mới hồi lại cái tuổi ngày xưa đi đường với cấu trí lẫn nhau, mình ngồi đằng sau xe máy của ông, thỉnh thoảng mình lại cấu vào sườn ông một nhát, ông ấy vòng tay lại đằng sau ông ấy chọc ghẹo mình là úi giời ơi cái vòng vòng hai to quá, ví dụ như vậy. Thì anh ấy chọc ghẹo ghét lắm. Ông ấy có chọc ghẹo gì? Nhưng mà ghét gì? Anh ấy nói này. Chuyện là vui vui đùa đùa về cái chuyện sinh mũi trăm không thích. Ôi, sao lại ghét này, một đến tuổi này rồi, một người đàn ông 52 tuổi mà còn chọc ghẹo vợ, phải nói là quý hóa. Nếu mình không thay đổi mà độ 5-7 tuổi nữa, mình hoàn toàn là không còn ham muốn, trong khi ông ấy 60 rồi, đàn ông 60 cũng còn là đỉnh cao, 70 cũng còn đang sử dụng được. Là rồi đến lúc mà cái nhu cầu tình dục vợ chồng nó có cái lệch nhau ấy, là rất dễ dẫn tới chuyện này chuyện khác. Nếu như không phải là đi ăn vụng ăn trộm thì cũng bị ấm ức vì nó không được giải tỏa, nó không được thỏa mãn. Hiện nay anh còn đang vui tính, anh bảo là thôi mẹ không thích nhưng mà bố thích thì cứ để bố làm. Nhưng mà rồi đến em, lúc em nhiều khi em bảo thôi anh lấy người khác thì anh đi tìm lại. Thế lại xui chồng đi lấy người khác. Bạn, em bảo chuyện thế. Em không thích cái chuyện gì lắm đâu. Vợ chồng không phải là chỉ có cái chuyện ấy để mà khi mình không đáp ứng nữa thì anh đi lấy người khác đi. Có phải mớ rau mớ dưa đâu mà lại bảo rằng bây giờ em không thích anh đi lấy người khác. Bao nhiêu tinh hoa tinh túy thời tuổi trẻ mình hưởng, bây giờ đến một lúc ông sắp già thì đẩy cho người khác, ai người ta lấy, đúng không? Bởi vì em bảo không có nhu cầu, em không có đáp ứng được cho anh thì anh cứ đi yêu cái bạn gái này, yêu cái người bạn gái này thành thôi. Em không cấm đâu, nhưng mà mình mở rộng cái hiểu biết đi, tham gia vào các câu lạc bộ phụ nữ ở thôn ở xã đấy, thỉnh thoảng các chị em sinh hoạt này, đi đây đi đó với chị em nữ, đi tham gia vào đội múa hay đội văn nghệ của xã, rảnh rỗi buổi chiều đi tham gia những lớp dưỡng sinh hay tập aerobic hay là nhảy dân vũ gì đó, để mình nói chứ một bà 50 mà ở thành phố là trông còn ngon lành lắm ấy. Đây này, bác sĩ Hoàng Thúy Hải 55 rồi mà trông như là 40 ấy. Đấy, cho nên là cái cơ bản nhất là mình phải làm mới mình. Để làm sao ạ? Mình phải nhớ rằng là bên cạnh mình còn có người chồng đã cùng với mình những 30 năm nay. Bây giờ đến cái cuối cuộc đời không thể buông tay nhau ra dễ dàng như thế. Rằng là thôi ông cứ đi một mình, tôi không thích, tôi không đi được. Phải cố gắng nhá. Mình nhớ rằng mình chưa muốn, mình không muốn. Cái này nó không có hai hại gì đâu. Nếu có được thì thật ra mình cũng thấy nó vui vẻ, nó cũng sảng khoái, và đặc biệt là củng cố sức khỏe tinh thần và kéo dài tuổi thọ đấy. Thông tin bác sĩ Hoàng Thúy Hải, bác ấy nói cho mình nghe. Không biết là với cái trường hợp mà từ 40 tuổi đến nay, tức là 50 tuổi chục năm nay, là đã có cái hiện tượng như chị khán giả này trình bày là lãnh cảm rồi. Đây có phải là hiện tượng bệnh lý không thưa bác sĩ?
Tôi thì tôi cũng nghe câu chuyện của thính giả này với cả anh Văn với cả anh Đoàn rồi. Vâng. Thực ra thì tôi nghĩ thế này, cho dù chị là cứ nói là chị không thích nhưng mà thực ra hình như không phải thế anh ạ. Chị có thích nhưng mà có điều là cái gì nó bó bó đó. Có một cái gì đấy nó làm cho chị ấy nó không thoải mái và nó không cởi mở. Vâng. Chính vì thế mà kể cả chị có chia sẻ với anh chồng đi nữa thì nó vẫn có một cái khoảng cách nào đấy. Vâng. Và anh cho nên anh chồng mới có thể nói là mình không thích thì kệ mình, còn tôi thích là được. Ví dụ như vậy. Nhưng mà đứng về quan điểm về sức khỏe ấy, vâng, thì tôi nghĩ là nếu có điều kiện mình nên đi kiểm tra sức khỏe của mình, đặc vâng biệt là về sức khỏe sinh sản. Ít nhất mình phải kiểm tra xem là cơ quan sinh dục của mình nó có vấn đề gì không, nó vâng có bị viêm nhiễm hay là nó có cái gì bất thường không mà nó ảnh hưởng tới cái cảm xúc của mình. Vâng. Cái thứ hai nữa là kiểm tra xem cái nội tiết tố sinh dục của mình xem nó như thế nào. Mặc dù là bạn ấy vẫn có hành kinh và nhưng bây giờ thì đã bắt đầu tiền mãn kinh rồi. Vâng. Vì vậy là nên kiểm tra xem nếu thực sự là buồng trứng bị suy giảm. Vâng. Hoặc là nội tiết tố mà không đủ chẳng hạn. Vâng. Thì y tế người ta sẽ có cái biện pháp người ta can thiệp cho. Vâng. Vấn đề ở đây tôi hoàn toàn đồng ý với anh Đoàn, nó không phải là chỉ là cái quan hệ tình dục để thỏa mãn nhu cầu đâu ạ, mà nó thực sự nếu mình có cái quan hệ tình dục tốt, có chất lượng thì nó cũng sẽ cải thiện rất nhiều cho sức khỏe. Đấy, nó như sẽ... anh Đoàn nói là còn tăng tuổi thọ đúng không? Vâng ạ, vâng. Bởi vì nó nếu mà quan hệ tình dục tốt, nó tiết ra rất nhiều các cái chất có lợi cho sức khỏe mà. Vâng. Chứ có phải là không đâu, và nó là một phần tất yếu của cuộc sống, trừ những trường hợp bệnh lý hoặc là những trường hợp không thể bất khả kháng, tức là không được phép quan hệ tình dục theo chỉ định của bác sĩ thôi. Còn trong điều kiện mà mình vẫn tốt, vẫn có thể làm được những cái việc như vậy thì mình đừng có giữ cái khư ở trong đầu mình là tôi không thích, tôi không làm được chuyện đấy. Ví dụ như vậy, hãy cố gắng cùng với ông chồng, một ông chồng 52 tuổi nhưng cũng rất là cởi mở. Vâng, cùng với anh ấy để mà tìm ra những cái tốt nhất thì chất lượng cuộc sống quan hệ tình dục nói riêng cũng như là chất lượng cuộc sống của gia đình bà nội chắc chắn sẽ tốt hơn rất là cảm nhiều. Cảm ơn bác sĩ và chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Và quên ngay trong đầu cái suy nghĩ là ông đi kiếm vợ khác đi nhá. Xin chào chị. Vâng, em chào anh. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hà Nam. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Alo, khán giả Hà Nam đâu ạ? Alo, chào chương trình ạ. Chào bạn, câu hỏi của bạn là gì vậy? À, thì tôi có bà vợ năm nay bà ấy 47 tuổi, nhưng bà ấy hết kinh tầm độ khoảng hơn năm rồi ấy. Xong bây giờ bà ấy uống cái thiêu thuốc kiểu điều kinh trở lại ấy. Xong là bà ấy cứ bị đau bụng, gần như đau bụng suốt ấy. Xong nó nổn ra, xong cũng đi nội soi, nội siết các thứ. Rồi ở khu vực Đồng Văn người ta bảo không sao, mà về bụng già cứ đau suốt. Xong nó lại kiểu ra cái huyết trắng ấy, kiểm ra lúc thì ít, lúc thì nhiều ấy. Thì tôi muốn hỏi chương trình xem cái uống cái thuốc đấy vào, hay là mình tiền mãn kinh rồi mình uống thuốc đấy vào thì nó có ảnh hưởng gì đến cái vấn đề đấy không ạ? Rồi, thế là bà ấy năm nay 47 tuổi thì ông là bao nhiêu tuổi? Tôi năm nay 51. À thế à, hơn nhau 4 tuổi. À. Thế và thấy vợ 47 tuổi thì là khoảng nửa năm nay thì cứ kinh nguyệt là cái quả tắc quả tùn thôi đúng không? Vâng, nó hết thuốc điều nó kinh. Hết thế và từ lúc uống thuốc điều kinh thì lại có nhiều bất thường xảy ra như anh kể. Vâng. Bây giờ thì bác sĩ Hoàng Thí Hải sẽ xem đó là hiện tượng gì nhé. Xin mời chị Hoàng Thí Hải. Vâng ạ. Vâng, xin chào anh. Vâng ạ, chào bác sĩ. Cũng lo cho bà ấy nhỉ? Vâng. Lo cả cho bà mình đúng không? Chung nó cũng kiểu không được bình thường như mọi người ấy. Vâng ạ. Vâng. Vâng. Ừ, ngoài cái chuyện kinh nguyệt như vậy thì sức khỏe của chị có vấn đề gì không? Sức khỏe thì vẫn bình thường, nhưng sau khi uống cái thuốc đấy vào tầm khoảng 1-2 tháng thì nó lại có trở lại. Có trở lại, xong là bắt đầu là nó đau bụng rất nhiều và nó ra cái khí hư, cái huyết trắng đấy. Nó ra cũng lúc nhiều lúc ít, xong là đau suốt ấy mà. Mình có biết uống thuốc đấy là thuốc gì không ạ? Thuốc thì bà ấy nhờ các kiểu cánh đàn bà đi mua ấy, thì gọi nó chất là cái thuốc điều kinh ấy, thì
Thì nó là thuốc Tây hay là không... thuốc Nam ạ? Và thì tôi cũng không biết để ý là thuốc gì, nhưng mà lại phải mà uống thuốc điều kinh trở lại thì nó cũng có một thời gian sau nó có trở lại, có trở lại xong là đâu được 1-2 tháng thì bà cứ đau bụng, đau bão suốt, nó ra cái đấy thì nhiều nhiều. Vâng. Anh rất là quan tâm tới tới chị ấy như thế đã là một cái nguồn động viên rất là lớn cho chị ấy rồi. Bởi vì thường phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ngoài 45 á, thì có nhiều người người ta đã có thể là tiền mãn kinh và mãn kinh sớm, nếu như mà người ta có kinh từ rất là sớm ý, đấy thì có thể là đến 47 tuổi là đã tiền mãn kinh rồi, chuẩn bị để mãn kinh rồi. Và đặc biệt là từ trong cái giai đoạn này, cái giai đoạn bắt đầu từ khi tiền mãn kinh cho tới khi mãn kinh hoàn toàn, thì cơ thể nó có rất nhiều những cái thay đổi. Đó là do cái nội tiết tố sinh dục nữ nó bị suy giảm, nó bị giảm dần cho đến lúc nó hết. Và trong cái quá trình này thì nó ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe nói chung, cũng như là cơ quan hoạt động của cơ quan sinh dục nói riêng. Nhiều thứ lắm, ví dụ nó bốc hỏa này, rồi là có khi lại tăng cân hoặc là giảm cân, rồi da rẻ nó cũng không được mịn màng như trước, tóc nó cũng không được mượt nữa, rồi nó khô, rồi nó bạc, vân vân. Rồi có khi lại bắt đầu có những cái bệnh về chuyển hóa, ví dụ như là tiểu đường này, hay là tăng huyết áp, hay là những cái bệnh lý về tuyến giáp, về thận, về khớp, vân vân. Tức là toàn bộ cái hoạt động của cơ thể đều bị ảnh hưởng do cái suy giảm nội tiết tố sinh dục. Và nó có thể dẫn đến là ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe. Về cơ quan sinh dục thì lúc này là kinh nguyệt bắt đầu nó không còn được đều như trước nữa. Và lúc thì có, lúc thì không. Có khi lại 1 tháng thấy 2 lần, có khi lại 2-3 tháng, thậm chí 6 tháng không thấy hành kinh đâu, rồi nó mới quay trở lại. Vì vậy mà ở trong cái giai đoạn này rất cần là chị em phải theo dõi sức khỏe của mình thường xuyên. Để làm gì? Điều chỉnh cho nó kịp thời những cái dấu hiệu, phát hiện những cái dấu hiệu mà nó có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, cũng như là có một cái chế độ ăn uống, rồi chế độ làm việc, chế độ nghỉ ngơi cho nó phù hợp. Khi qua được cái giai đoạn này rồi thì cơ thể nó sẽ ổn định trở lại. Quay trở lại trường hợp của nhà mình như thế này, tốt nhất là anh ở cũng ở dưới Nam Hà đúng không ạ? Vâng, Hà Nam. Thì có điều nhiều điều kiện lắm mà, hãy đưa vợ đi khám đi, đừng có nghe rồi là uống thuốc của bạn bè, hay là mua nó không rõ, nó không đúng ý, thì có khi nó lại không những nó không điều trị được bệnh mà nó lại còn ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe nữa. Hãy đưa chị đi khám để kiểm tra xem là có viêm nhiễm gì không. Bác sĩ ạ, tôi cũng đưa đi khám các thứ ở thủ lý rồi, bảo an hoặc biết người ta cũng nội soi cũng chết, người ta bảo hai bên ví dụ như tử cung hoặc hai bên buồng trứng nó vẫn bình thường, tức là nó cũng không có vấn đề gì, nhưng mà bà chị này cứ lúc thì nó ra, ví dụ như đến là bà ấy nói lại đi, lúc thì nó ra một vài giọt, lúc thì nó ra nhiều, kiểu cái huyết trắng ấy, kể cả đi vệ sinh bình thường này cũng có cơ. Ở trong giai đoạn này thì hoàn toàn có thể bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục mà anh. Ví dụ có những cái viêm mà nó sâu hoặc nó mãn tính, nó viêm cổ tử cung lộ tuyến chẳng hạn, thì người ta phải đặt thuốc, người ta phải có hẳn cái liệu trình để người ta điều trị. Thậm chí là sau khi điều trị ổn định rồi thì người ta còn phải có những cái biện pháp can thiệp khác. Vì vậy mà khi mà mình đi khám thì mình có thể kiểm tra toàn bộ cái tử cung hoặc là cái cổ tử cung hoặc là cái âm đạo của người phụ nữ, xem nó có vấn đề gì không. Những cái vấn đề về da huyết, những cái vấn đề về huyết trắng, những cái vấn đề về ngứa hoặc là dịch sinh dục thì đều liên quan tới cái cổ tử cung hoặc là cái âm hộ nhiều mà. Nói chung là mình đi khám thì rất là tốt rồi, nhưng mà nếu có điều trị ý, thì mình phải theo đúng cái hướng dẫn của bác sĩ nhé. Kết hợp với cả những cái biện pháp khác thì tôi nghĩ là nó sẽ chóng qua cái giai đoạn này thôi ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ và hy vọng là anh sẽ đưa vợ để đi khám chuyên sâu hơn, bởi vì nghe anh trình bày thì mới hình như mới chỉ là siêu âm thôi đúng không? Xin chào anh nhé, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nghệ An. Alo, Nghệ An đâu ạ? Dạ vâng ạ. Xin chào anh ạ. Vâng ạ. Anh có thể trình bày được câu hỏi của mình không ạ? Khi mà mình quan hệ thì khi xuất tinh thì người phụ nữ có cảm nhận được không? Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Sau lắm ạ. Vâng, thế tại sao anh lại hỏi như vậy ạ? Tôi cảm thấy thế, chứ nhiều lúc là như kiểu là tôi là như kiểu vô cảm ấy.
Ai vô cảm ạ? Người phụ nữ nhé, hoặc là người... Rồi, thế anh đang nói là có chuyện quan hệ tình dục và khi mà anh xuất tinh thì người phụ nữ có biết được hay không, đúng không? Đúng thì rồi, anh đang nói trường đúng hợp cái người phụ nữ là ai, là vợ anh à? Hay là ai ạ? À, vợ anh năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Cùng băng đây ạ. Thì cũng là 65 tuổi. À. Ông bà vẫn quan hệ đều đặn à? Lâu đó, thỉnh thoảng thôi. Thỉnh thoảng có tháng được đôi nhát không? Dạ. Thế à, cũng cố gắng đúng không? Hai ông bà 65. Thế thì lấy nhau mấy chục năm rồi? Được gần 40 năm thôi. 40 năm, thế cái năm đầu tiên thì ông có hỏi bà cái điều đó không? Không, khi đó đang... Thế sao 40 năm sau mới hỏi, không dám hỏi luôn bà ấy, lại hỏi chúng tôi? Cái chuyện quan hệ tình dục ở cái tuổi 65 như thế không biết là mà lại đều đặn tháng đôi lần có hợp lý không anh Đinh Đoàn? Và đây cũng là cái điều mà khán giả đến từ Nghệ An đang băn khoăn ạ. Xin chào anh. Vâng, trước hết là phải chúc mừng ở cái tuổi 65 mà anh vẫn duy trì quan hệ tình dục được. Thứ hai lại còn quan hệ với vợ mình chứ không phải là một đối tác trẻ hơn. Đấy là hai điều đáng mừng, mà thậm chí còn chúc mừng cả cho bà. Nó cũng giống con vợ nè. Bà ấy cũng 65 rồi. Thế còn cái chuyện nói thật thế này ạ. Mình thì đến cái tuổi này mình cố gắng giao lưu với vợ đã là điều vui vẻ rồi. Vợ cũng không đẩy ra, cũng không bảo rằng là tôi sợ, mà cũng là tốt rồi. Thế còn thì bản tính người phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là những người phụ nữ nông thôn, ít nói về cái chuyện là cảm xúc của mình lắm. Thường khi trong bụng là sướng lắm rồi đấy, nhưng mà cũng không khen là bố mày hôm nay làm giỏi nhờ, em thấy thích lắm. Thế đôi khi ông chồng có quan tâm cũng rất muốn rằng hỏi xem là vợ ở cái tuổi này mẹ mày có thích không, thì bà ấy nói bình thường. Không lẽ nói là hay thế, thích thế. Lúc ban nãy bố mày xuất là tôi thấy người nó rung cả người lên. Chắc cũng không dám nói thế đâu. Thế cho nên thôi anh cứ vui vẻ. Cái việc mà được anh quan tâm, hai vợ chồng vẫn trò chuyện với nhau, vẫn có quan hệ tình dục đều đặn dù không có quá nhiều, đấy đã là rất hạnh phúc. Hạnh phúc so với rất là nhiều đôi vợ chồng khác rồi. Là sức khỏe mình còn tốt và còn duy trì được quan hệ vợ chồng. Còn mình cũng không có cần phải cặn kẽ kỹ quá. Có điều chỉ nhắc anh một chút là bằng tuổi anh thì đàn ông có vẻ cũng còn đang rất là sung mãn. Nhưng phụ nữ dù muốn hay không thì cũng là cái tuổi bắt đầu xế chiều. Chắc chị sẽ mãn kinh lâu rồi. Và để khởi động được cái giây phút ban đầu để chị sẵn sàng điện nước để mà đón chờ một cái cuộc vui vẻ thì cũng cần kiên nhẫn một chút. Anh lúc ấy thôi cũng phải vất vả một tí, tay chân rồi kích thích rồi ôm ấp rồi mình làm đủ kiểu để cho bà bao giờ bà ấy thấy dễ chịu rồi nước non nó rào rạt rồi thì mình vào cuộc. Đôi khi lúc ấy chỉ một cái chạm tay thôi cũng đã khiến chị thấy dùng mình nên vui vẻ, đúng không? Tránh trường hợp là ích kỷ, mình chỉ nghĩ đến là mình hứng lắm rồi, đến 2 phút rồi thì phải làm luôn. Nhưng mà 2 phút đôi khi đối với phụ nữ là chưa đủ. Hay nhớ là ở cái tuổi này nó có sự lệch pha nhất định. Mình cứ đi từ từ để dìu bà ấy đi cùng với mình, để có cái gì miếng ngon thì hưởng cùng nhá. Thế còn mình cũng không cần phải quá chi tiết là bà ấy thế có thích hay không. Tôi nghĩ là thích đấy, không thích thì sao mà lại cứ đồng hành với anh mà cứ nằm cùng mà vui vẻ như thế, hợp tác như vậy, đúng không? Vâng. Rồi, cố gắng duy trì nhé anh nhé. Vâng, cảm ơn nha. Rồi, cảm ơn anh, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 02438262625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Alo, Hà Nội đâu ạ? Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Vâng, tôi nghe đây ạ, tôi nghe đây ạ. Được biết anh ngoài 60 tuổi đúng không ạ? Dạ vâng, tôi 65 ạ. Dạ vâng, anh có băn khoăn gì gọi đến chương trình của chúng tôi vậy? Vâng, thưa quý đài, là tôi có một cái vấn đề này nó cũng hơi ngáp một tí. Dạ. Mà và cũng xin phép được hỏi, tôi năm nay 65 rồi. Vâng. Và thì bà xã tôi cũng 65, 64-65 rồi. Vâng. Thế thì cái nhu cầu của tôi nó cao quá. Thế cơ à? Vâng, thì thực ra cái này thì từ thanh niên nó cũng đã có rồi. Ủa thế à?
lúc tức thành là niên nó trường kỳ rồi từ ngày trẻ nay là cứ luôn luôn có nhu cầu cao thế ạ. Cái lúc thanh niên lúc đi làm thì mình còn va chạm ABC trong ngoài. Thế à, có va chạm à? Có va chạm gây hiệu quả nghiêm trọng không? Không, tức là mình kiểm soát được cái đấy. À thế à, rồi, có điều may là quá. Bây giờ thì nó cũng có tuổi rồi, thứ hai là cũng chững chạc thì mình cũng phải giữ ý. Thế à? Nên là cái việc mà ấy cũng không dám bạt tử như ngày thành thời ngày xưa. À nhưng mà có va chạm không? Tức là 6 năm này còn va chạm bên ngoài không đấy? Không, thì bây giờ đã bảo phải giữ ý rồi mà. À giữ giữ là thôi tịt luôn đấy, là dừng luôn. Không, có con dâu con rể rồi. À thế à, rồi chúc mừng anh. Nó rồi. Có vấn đề gì mà nó vi phạm pháp luật hoặc là nó lên đài lên báo thì chết. Chết, à, ông lo đấy. Vâng, bây giờ bảo, ui giờ thì tưởng ai, thì hôm nọ nó thấy trên ảnh thì cái ông này, bố mày chẳng hạn thì là chết. Rồi, thế thì bây giờ là 65 tuổi mà anh bảo khỏe quá thì anh băn khoăn điều gì? Anh muốn nó yếu đi à? Bây giờ thì bà anh không 65 bà, 64 thì bà anh không còn cái nhu cầu này. Thế à? Bây giờ cũng không biết là do bệnh hay là do cái gì mà tôi... Mà thứ hai nó không lấy được thì người nó cũng rất bứt rứt mà nó cũng cứ lục đục rồi nó cái đá thúng đục nia. Đấy là anh đấy hả? Vâng. Thì nó không giải tỏa được. Rồi, thế thì cái nhu cầu của anh bảo khỏe quá là một tuần là anh ao ước mong muốn là có được... Ngày nào cũng được, nếu nó có ngày nào cũng được. Ngày nào cũng được? Vâng, khổ thế. Thế à? Thế thì... cái hồi trẻ mà anh còn khỏe hơn thì chắc là một ngày không, hồi muốn... trẻ thì nó cũng thế, như tôi đã nói cũng thế, là cái này nó có từ ngày xưa, tức là cái hóc môn của ngày xưa, nhưng mà lúc trẻ mình công tác công te rồi rẽ ngang rẽ ngửa, rồi nó kinh tế nó có rồi, sức khỏe nó khỏe rồi, quan hệ nó rộng thì nó dễ hơn. Dạ vâng. Bây giờ về nghỉ rồi thì nó cũng tất cả mọi cái nó hạn hẹp. Vâng. Quan hệ rồi tài chính rồi tiền tệ rồi quan hệ nó đều hẹp cả. Rồi. 65 tuổi anh có mắc cái bệnh mãn tính nào cần phải điều trị không đấy? Đấy cái bệnh đấy thì đấy là mắc. À bệnh đấy thôi. Có tiểu đường, huyết áp rồi là mỡ máu thì không? Chả có bệnh gì, tôi đi khám định kỳ thì cái lúc mà tôi ở cơ quan tôi cũng đi khám định kỳ cứ 6 tháng một lần. Rồi. Thì nó cứ bảo tôi có tập thể dục, khen tôi các thứ gì không mà. Tôi thì ra chẳng có môn thể dục gì cả. Tóm lại 65 tuổi mà vẫn như thanh niên thôi đúng không? Nhưng mà cái các chỉ số của tôi nó tuyệt vời luôn. Ồ thế à? Rồi chúc mừng anh. Anh em nó biết cứ hỏi tôi có tập thể dục, nó cứ ngoài nó phá lên nó cười. nó cũng đi công tác mình nó biết mình rồi. Ở tầm tuổi anh mà nhu cầu ngày nào cũng có thì rõ ràng là quá tốt. Và cái sức khỏe tổng thể cũng là rất tốt thì mấy cái nhu cầu kia nó mới tăng cao như thế. Và cái điều quan trọng nhất là anh băn khoăn là cái sự khỏe khoắn của mình lại không phù hợp với bà xã cũng 65 tuổi của mình đúng không ạ? Chăm dâu đổ đầu tằm nó đổ tất vào đầu bà ấy, thì bà ấy không lấy được. Thế bà ấy là cái nhu cầu của bà ấy là không mong muốn là được mất bao nhiêu năm nay rồi? Anh bảo phụ nữ thì tầm nó khoảng 48-50 thì gần như là nó, nếu mà nó nhu cầu thì 48-50 nó gần như nó không có nhu cầu nữa. Thế là khoảng 15 năm nay là anh cứ bực mình thế nó, đấy. Không, chẳng qua nó cũng sợ mình, ra nó chiều mình thì nó vẫn ấy, nhưng mà đại để là nó không thoải mái. Thứ hai là mỗi lần gặp mình thì nó kiểu nó như kiểu nó cho xong chuyện này. Hay là anh bạo lực quá? Không, bây giờ tôi bảo giáo sư cái đấy. À, thì giáo sư cả. Không, đấy là nói vui nhưng mà nó tế nhị, nhưng cái đấy thì không phải của mình đúng không? Thứ nhất là mình có văn hóa đàng hoàng. Rồi. À, cái đấy nó cũng rất tế nhị, nó là tình cảm. Tôi nói thật với ông, anh là Thành Văn nhỉ? Dạ. Tôi nói thật với anh Thành Văn là kể cả mình đi ra ngoài thì nó vẫn quý mình. À thế à? Tức là ông làm đến đâu là ấn tượng đến đó đúng không? Không phải là dùng cái gì cả, không phải là mình dùng đồng tiền hay không phải dùng cái gì. Nhưng mà tại để là việc nào đi được đấy. Rồi. Đấy là nghề của nó thì mình của mình thì ấy, nhưng mà mình vẫn cứ nhẹ nhàng, vẫn cái nó vẫn quý mình. Vâng, chúc mừng anh. Không dám cho số điện thoại. Dạ vâng. Là bỏ mẹ. Đấy. Rồi, bây giờ những cái băn khoăn thắc mắc của anh sẽ được bác sĩ Hoàng Thúy Hải chia sẻ nhé. Xin mời chị Hoàng Thúy Hải ạ. Cảm ơn. Vâng. Vâng, tôi chào anh. Dạ, vâng, chào chị ạ. Thật sự là, vâng, tôi cũng nghe câu chuyện của anh với anh Thành Văn rồi ạ. Trước tiên là phải rất là chúc mừng anh, bởi vì là 65 tuổi mà anh không mắc một cái bệnh mãn tính gì, không có những bệnh lý gì liên quan tới rối loạn chuyển hóa, đặc biệt là trong chuyện
tình dục thì cái sức ham muốn của anh nó cũng có giảm sút so với trước đây, nhưng mà so với mặt bằng chung thì như thế là anh hiện nay chứng tỏ là anh rất là khỏe, đúng không ạ? Vâng. Không, xin cân ngang để bác sĩ đi ạ. Nó không giảm, nó lại vẫn giữ mà có chiều hướng, nó bây giờ nó rối rã, nó còn tăng lên cơ. Vâng. Có lẽ nó tăng lên là bởi vì nó không được giải tỏa thường xuyên. Vâng, vâng, đúng, như vâng. Là trước đây, như là khi mà anh còn công tác, đúng không ạ? Nó phân tán công việc, nó đỡ đi. Bây giờ thì anh muốn chúng tôi tư vấn cho anh điều gì ạ? Tôi cũng muốn hỏi xem là như thế là bây giờ có cái giải pháp gì hay là như thế nào? Vâng. Thì đấy. Tôi nghĩ rằng là bác sĩ tư vấn cho tôi chứ có cái giải pháp nào để một là nó điều chỉnh cái đấy, thứ hai nữa là để cho gia đình nó vui vẻ. Thực ra nếu mà nói về mặt sức khỏe ấy, thì như thế thì rất là tốt rồi ạ. Vâng. Và bây giờ thì nó cũng có những cái hạn chế nhất định từ phía chị vợ, bởi vì là chị cũng bằng tuổi anh và anh cũng biết rằng là chỉ cần khi mãn kinh, tức là 5-6 trở ra là cái chuyện ham muốn tình dục của người phụ nữ khi mà người ta ở giai đoạn mãn kinh ấy, nó đã không được như trước đây rồi. Thế còn đặc biệt là chị nhà mình thì bây giờ lại còn cũng là người cao tuổi rồi, tức là cũng xem tuổi như anh, đúng không ạ? Chính vì thế là cái chất lượng quan hệ tình dục để như anh được mong muốn chắc chắn là sẽ không có. Chắc chắn là sẽ không có. Chỉ có điều là thế này ạ. Tôi thì tôi nghĩ là thứ nhất là anh tự giải tỏa thôi ạ. Chỉ có cách là anh tự giải tỏa bức xúc của mình. Đấy. Thế còn giải tỏa bằng cách nào thì tôi tin là anh nói là anh là người có văn hóa, anh cũng tự tìm hiểu được là anh giải tỏa bằng cái cách nào để anh có thể thoải mái hơn và không bị bức xúc, không đá thúng đụng nia, rồi là không chút vào đầu bà ấy. Đúng không ạ? Cái thứ hai nữa, một cái giải pháp mà tôi cho là để nâng cao cái chất lượng cuộc sống của mình lên thì cũng cần phải có sự thoải mái từ phía chị ấy nữa ạ. Đúng. Vâng. Không chỉ là chất lượng quan hệ tình dục đâu mà có lẽ phải nhiều cái trong vấn đề trong cuộc sống nữa. Nếu như được thì anh có thể làm cho chị ấy cảm thấy thoải mái, không bị áp lực. Và biết đâu khi hát với anh thì tất nhiên nó cũng không thể nào hòa đồng như là lúc mình còn trẻ được. Nhưng tuy nhiên cũng có thể là hát được, đúng không ạ? Vâng, cũng không đến nỗi là lệch pha lắm. Thì cũng là một cái cách để mà có thể giải tỏa được. Rồi bằng nhiều cái cách khác nữa, ví dụ như là mình đi chơi hay là mình chăm con, chăm cháu vân vân, làm cho cái chất lượng cuộc sống nó thoải mái hơn, thì tôi nghĩ là anh cũng là một cái cách để giải tỏa. Anh Đoàn có thể giúp anh ở Hà Nội trong trường hợp như thế này làm như thế nào để cho nó tốt hơn. Chắc là anh Đinh Đoàn thì sẽ rất là có nhiều kinh nghiệm về cái sự lệch tông giữa nam nữ, nhất là ở cái độ tuổi như thế này, đúng không anh? Thật ra thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải cũng đã chia sẻ rồi. Xin chào anh. Chào tiến sĩ Đinh Đoàn ạ. À. Những mẫu ảnh của vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải đã chia sẻ với anh rồi. Tôi thì chắc là cũng sẽ tổng kết nhắc lại. Một là anh tự giải tỏa, bác sĩ nói nó văn vẻ thế nhưng mà thôi, mình anh em mình cứ hiểu là tự sướng đấy ạ. Rồi thôi, khi tắm khi rửa trong buồng tắm thôi, đôi khi hai xoa ba đập mình tự của mình lo đấy, thì nó cũng giải tỏa thôi. Thì tất nhiên nó không thích không vui bằng cái việc là giao ban nam nữ, nhưng mà trong cái hoàn cảnh của mình thì đói quá thì cũng phải làm liều, không có cơm thì ăn tạm củ khoai. Vậy thì việc thứ nhất là mỗi ngày anh giải tỏa được một lần, nó nhẹ người đi còn hơn cứ ấm ức. Việc thứ hai là mình cũng cứ cố gắng, mình cũng không cầu toàn, duy trì cái quan hệ tình dục với bà xã. Mình có thể nâng cao chất lượng, nếu bà ấy rát thì mình bôi trơn, nếu bà ấy khô thì mình làm cho ướt, vân vân. Và tất nhiên thì thôi, hy vọng là kiểu hai người cùng lên đỉnh một lúc thì khó rồi. Nhưng mà miễn là bà cứ đi cùng với mình giặt dẹo cũng được, nhưng mà bà không đến nỗi chán quá thôi. Đó thì đấy cũng là gọi là cho nó có người bạn đường ấy mà. Thế còn để mà ríu rít vui vẻ khoác tay nhau thì khó lắm. Gọi là để cho mình đỡ phải đi một mình, vẫn phải duy trì cái việc đừng bỏ bê bà ấy, duy trì cái việc quan hệ với bà ấy. Ôi phụ nữ chắc là chị kiểu gì chứ còn cũng
cũng nhiều trường hợp cũng 65 rồi cũng đấy. Anh lại bắt tôi ăn cơm rau thế thì chết thì vâng. Chỉ thương cho anh. Một hướng nữa anh ơi. Một hướng nữa đó là ta chuyển hóa cái ban nãy anh có nói là ngày xưa khi còn đi công tác nó còn va đập, nó còn công tác, nó còn có sự quan tâm này khác, nó cũng nhu cầu nó bớt đi, nhưng bây giờ thì tất cả nó chỉ dồn về cái chỗ kia, thành ra nhu cầu nó lại tăng lên. À thế thì bây giờ mình là phải nghĩ chuyện ra anh xem có cậu bạn nào, anh có công ty, anh lại tiếp tục đi làm, anh tham gia dự án, anh lại bò ra, anh lại đi công tác buôn mê thuật cả tháng, anh lại đi ra chỗ nọ chỗ kia, tức là mình phân vừa tán, kiếm tiền vừa tương tác với đồng nghiệp đối tác, mình lại có cơ hội lại va đập mà bây tất nhiên là mình khôn rồi, mình không va đập như thanh niên dại dột chứ cứ ở lòn quần ở nhà làm gì. Mình có thể ví dụ như anh tìm lại những cái cơ quan cũ, những đồng nghiệp cũ, những cái công việc mà anh có cái thế mạnh đấy, chuyên môn của mình chẳng hạn, anh tiếp tục công việc, thậm chí anh cắt ngang lời cái môi trường lại khác nhỉ. Bây giờ cơ quan mình đến thì đó là nó lại khác cái môi trường rồi, cũng không giải quyết được. Thì tôi muốn là chẳng có cái thuốc gì nữa. Thuốc diệt hả anh? À thế thì còn một cái hướng nữa, đừng uống thuốc, bởi ai người ta đang hy vọng mà. Anh đi tham gia các lớp tập dưỡng sinh, tập yoga cũng là một thứ mà nó đẩy lùi là kiểm lại soát được mình. Thì cái tuổi thì mình nó còn đang thanh niên quá, nó khỏe quá mà để đi thiền với đi yoga cái thứ này. Anh ơi, anh chuyển hóa năng lượng, anh không muốn thiền ngồi một chỗ, anh không muốn. Thế xong rồi bây giờ thì còn làm sao? Anh định là đi mua cái thuốc gì để diệt dục thì đấy, tôi cho rằng đấy mới là sự đàn áp một cách thô bạo dã man. Hãy để mọi sự nó tự nhiên anh ạ. Dạ vâng. Rồi tôi nghĩ rằng là anh phân bổ sức khỏe vào những cái công việc khác thì nó sẽ giảm bớt cái sự tập trung vào cái chuyện đó, đúng không ạ? Không nhất thiết là như anh Đoàn nói là cứ tham gia vào một cái công ty nào đó mà vườn cây ao cá tại nhà, thì tôi nghĩ rằng cũng là một cái biện pháp để anh phân tỏa tài tỏa được bớt năng lượng, tập trung vào cái chuyện này hơn, đúng không ạ? Dạ xin chào anh, chúc anh có một sức khỏe thật tốt nhé. Và duy trì đều đặn cái sự tập luyện để giữ gìn sức khỏe như thế này nhé. Chào anh. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Cà Mau. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 02438262625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Alo, Cà Mau đâu ạ? Alo. Tôi đang nghe bạn nói đây, câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ, em về chuyện tình cảm mà cho em gặp chuyên gia về chuyện tình cảm. Rồi, bạn trình bày câu hỏi của mình đi, các chuyên gia ở chúng tôi đang nghe đây. Dạ, cũng như em thì là năm nay em 37 tuổi, em cũng đã có hai chồng và hai bé. Hai đời chồng á? Một, dạ mới em có một cái. Rồi. Rồi em quen một anh này là cách nay có khoảng 3 năm, nhưng mà anh ấy cũng có vợ. Nhưng mà anh ấy là 3 năm nhưng mà là anh ấy không có thương, em chỉ là thương đơn phương thôi. Rồi chỉ thương ảnh thôi, nhưng mà càng gần gần 3 tháng nay là em mới thật sự là thương ảnh. Tại vì hồi đó giờ là em sống trong chồng em là gia đình em cũng hạnh phúc, và cuộc sống nó cũng ổn định. Rồi. Em không có nghĩ gì tới cái chuyện thứ ba chứ. Rồi. Dạ. Rồi em cũng bế tắc trong công việc đó, nên xin các chuyên gia cho em một lời khuyên là em không biết thế nào nữa. Tóm lại bây giờ là cuộc sống vợ chồng thì vẫn bình thường đúng không? Dạ. Có hai con rồi. Dạ. Còn bây giờ thì có một người thứ ba xuất hiện, đó là một chàng trai cũng đã có vợ rồi. Dạ. Cái chuyện này mà bạn nói là tận cảm mến cái thằng cái anh chàng này tận 2 năm nay rồi á? Dạ. Và 3 tháng nay thì là sâu sắc hơn à? Dạ, cũng như trong 3 năm trước là anh ấy là bác sĩ, anh tình cờ là anh đi dịch bệnh là chích là hàng ngày, rồi cũng cảm mến anh thôi, nhưng là thấy như là cái bệnh, cái một người tính tình điềm đạm. Rồi, nhưng mà tóm lại là 2-3 tháng nay thì là yêu rồi, đúng không? Dạ. Anh ta thì thế nào? Tình cảm của anh ta với bạn thì như thế ta làm sao? Dạ, anh ta thì mới đầu không cũng như là anh nói bất ngờ quá, anh không
đón nhận kịp, nhưng mà từ từ anh nói anh chỉ sợ là anh là một bác sĩ mà nếu yêu một người vợ người ta là vi phạm pháp luật đúng không? Dạ, trái với đạo đức nghề nghiệp, rồi với chuyện vợ lỡ ra rồi anh sẽ mất việc. Và thì hai người đã đi xa chưa? Dạ, chả chưa, chỉ là mới là trong cảm mến thôi đúng không? Dạ, cảm thôi. Mến dạ. Chứ còn cái chuyện mà quan hệ tình dục là chưa có? Dạ không. Rồi chồng có phát hiện điều gì bất thường không? Dạ không, nói chung là em sống với chồng là vẫn lo cho chồng cuộc sống đầy đủ nhờ. Rồi, năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Dạ, năm nay em 37. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ. Rồi, xin chào em. Dạ. Ông xã nhà mình bao nhiêu tuổi? Mình 37, ông xã bao nhiêu? Dạ, ông xã nay mới có 35 mà tại vì xã nhỏ hơn em 32 tuổi. Rồi, phi công trẻ nhờ. Dạ. Con thì mấy tuổi rồi? Dạ, con em lớn năm nay 17 tuổi. Trời ơi, chồng 35 xong con 17 xong ôi nhà trông như là mấy anh em ấy nhờ. Xinh đẹp nhờ, đứng chụp hình có khi người ta cứ tưởng là mấy. Vì cái đứa 17 chắc nó lớn lắm rồi, nó gần bằng ba nó rồi đúng không? Dạ, bằng ba. Bằng ba luôn, mình đứng có khi còn nhỏ bé nhất nhà đúng không? Hạnh phúc không em? Kinh tế khá giả. Dạ, nói chung là hạnh phúc tại vì em vẫn còn bằng dâu. Em đã bằng dâu 18 năm trong với cha mẹ chồng. Cuộc sống lúc trước cha mẹ chồng khổ lắm nhưng mà em cũng vượt qua hết trơn. Tốt rồi. À, lo lắng cho gia đình chồng là con cái đầy đủ hết trơn. Hiện nói nay... chung hồi đó giờ em chưa nghĩ cái gì mà để phải phản bội sai lầm hết trơn á. Chưa, đừng nói phản bội, chưa phải phản bội. À, kinh tế của mình hiện nay có tạm ổn không? Dạ ổn. Thế hả? Ông xã làm gì? Dạ ông xã thì làm vuông rồi đi mua bán rồi hàng ngày. Làm gì? Làm vui á? Làm vuông á. Làm run á? Dạ làm run nuôi tôm á. Nuôi run để lấy làm mồi nuôi tôm đúng không? Dạ không, kiểu như run đất run của mình tôm á. Xin lỗi. Cái đìa tôm đúng không bạn? Dạ dạ. Tưởng là kiểu nuôi con run xuống đào cái run cho con tôm á. Thôi được rồi. À, cái nuôi tôm, nuôi hải sản là chắc chắn là kinh tế nó cũng ổn định đúng không? Vợ dạ. Chồng ngoài ra có bao giờ đi chơi xa với nhau không? Mình ở Cà Mau có thỉnh thoảng đưa nhau đi lên Đà Lạt, đi lên Sài Gòn rồi thậm chí đi sang Thái Lan, Campuchia chơi không? Dạ không, tại vì cũng không có đi tới chỗ đó đâu, chỉ ở nhà quanh quẩn vậy à. Đấy, đấy là một vấn đề thế này này, anh muốn nói rằng là cái chuyện là mình thì lớn lên một cái là mình lấy chồng xong mình cuốn vào lo cho gia đình bố mẹ chồng, lo cho các con, mình chưa được hưởng thụ bất cứ một cái điều gì vui vẻ ở đời cả. Một bây giờ mới 37 tuổi, nhiều người cũng vừa mới lấy chồng xong trong khi mình đã có con trai 17 tuổi cao bằng ba nó rồi. Thế xong rồi cuộc sống của mình hình như bây giờ bắt đầu nó mới được tạm gọi là nhẹ nhàng đi một chút. Con cũng lớn dần, kinh tế cũng tạm ổn, những cái khó khăn ban đầu đã vượt qua. Thế thì thường thường đến lúc đấy con người ta hay nghĩ đến cho bản thân mình. Đó là lý do mà trời ơi sao mình nhìn thấy ông bác sĩ kia, ông dễ thương thế, vừa hào hoa lại còn tài ba, chữa bệnh giỏi mà ông ấy chích mà sao nó lại không đau. Mà thế là mình tự nhiên thấy bàn tay vàng tay bạc mà tay bác sĩ nó lại trắng, nó khác với tay chồng mình là cứ ở đìa tôm trông nó cứ đen đen. Thế nói chung là mình chưa được tiếp xúc, mình chưa được va đập với ngoài xã hội, thành ra giống như mình là một người từ trước rồi suốt đời chỉ có ăn cơm. Hôm nay nhìn thấy trời ơi tô hủ tiếu mà sao nó ngon vậy. Thế rồi nó có cái chút rung rinh, đấy là hết sức tự nhiên, không phải mình là người xấu xa hay tệ bạc gì đâu. Gặp ai cũng thế thôi, người ta có vợ có chồng rồi người ta cũng có thể rung động xúc động với một người khác, không phải vợ chồng mình. Cơ bản nhất là hành vi mình kiểm soát nó đến đâu thôi. Đúng không? Dạ. Cái chuyện em đã chia sẻ thổ lộ với lại bác sĩ như thế thì thôi cũng được rồi. Nói được ra nó cũng nhẹ lòng chứ cứ để ôm đơn phương 3 năm cũng khổ đúng không? Nhưng cũng rất là may mắn đấy. Thật sự em là may mắn là gặp một người bác sĩ cũng tử tế mà đúng là xứng đáng nhận được cái tình yêu của em thật. Bác ấy tử tế đến mức độ bác ấy không muốn đi quá đà, sợ ảnh hưởng đến nọ kia, rồi ảnh hưởng đến cái đạo đức nghề nghiệp của người bác sĩ nhân dân, vân vân. Tuyệt vời.
trước hết là rất là cảm ơn đời lại có cái bác sĩ tốt thế, chứ nếu em gặp phải một đối tượng nó xấu ấy, nó cũng nói là anh cũng thương em từ lâu nhưng anh không dám nói, thế xong rồi chắc chắn mình đã có cái tình cảm sẵn lại gặp với bên kia nó lừa, thế là rồi mình đi đến đâu xa quá đà mình không biết được, rồi có khi không còn đường mà về. Bây giờ thì cũng không cần nói lại rằng là rút lui rút giếc thì đã, mình duy trì mình để cái đó trong lòng, nhưng hãy quay trở lại sống với lại vợ chồng, nó làm cho cuộc sống vợ chồng nó trẻ trung một chút nữa đi. Một ông chồng 35, một bà vợ mới 37, con lớn rồi, kinh tế khá giả rồi, ăn chơi một tí. Ăn chơi không nghĩa là tàn phá, nhưng mà đi du lịch vợ chồng dắt díu nhau từ trước giờ mình làm rồi thì mình cũng phải hưởng thụ. Mình tìm lại cái cảm xúc như hai vợ chồng rung răng rung rẻ chạy ở trên đồi thông đôi mộ ở trên Đà Lạt đấy. Ôi nó thích làm sao. Mình sẽ quên cái ông bác sĩ ấy. Một ngày nào đó đi ra Phú Quốc, nằm ở đảo Ngọc, đảo Chìm, xong mình nằm trên cái phao, mình nổi lềnh bềnh, ông chồng mình đẩy phao cho mình. Trời ơi nó sướng lắm ấy. Thế hoặc là đi Vũng Tàu. Nhưng mà em cũng có thử rồi, chừng một tháng nửa tháng nay là cố quên luôn, nhưng mà quên không được, cứ bệnh rồi trong người chỉ tương tư, đấy là bệnh tương tư luôn. Thế rồi... thì mới bảo anh mới nói rằng lấp đầy cái khoảng mà, bởi vì rảnh rỗi thì mới nghĩ được đến người đàn ông khác. Thế còn nếu mà cứ đang đuổi bắt nhau ở trên cánh đồng hoặc là nô đùa với chồng mình, khoác tay chồng mình đi những khu du lịch vui vẻ, thì lúc đó cái ông kia còn làm gì có cơ hội mà len vào đầu mình. Nhưng mà đây mình cứ nằm ở nhà, xong rồi chồng thì ở ngoài đìa tôm, xong mình cứ nghĩ trời ơi sao bàn tay ông bác sĩ nó trắng thế, ôi nó đẹp, thì rồi sẽ không quên được, càng cố quên thì càng nhớ thêm. Nhưng mà cái đối xử với chồng em vẫn đối xử cả hai người đều là yêu thương nhau như một, không hề ta bớt những nào. Nhưng mà giờ cái anh bác sĩ nó cũng vậy, anh nói một ngày nếu mà không có nhận được tin em hay là gì anh cũng không thể làm việc được, nhưng mà đấy, không cam kết với nhau là không đi lên chữ quá đà của tình dục. Chàng bác sĩ bắt đầu thả tính với nhau là không thích tình dục, chỉ là thích là một sự bạn bè rồi. Nhưng mà thế này, mình chẳng lẫn nhau thôi, mình đang có cảm xúc. Bây giờ đến nỗi một cái tin nhắn còn thèm còn nhớ. Rồi đến lúc nào rồi, ngày đó là ước gì bây giờ được ở bên em, rồi ước gì sẽ chỉ một lần thôi. Thì rồi bước qua cái ngưỡng rồi, đã một lần thì sẽ không thể dừng lại, lại có lần thứ hai, thứ ba. Là mình có lỗi với đủ các đối tượng, lỗi với chồng, mình lỗi với các con. Và cơ bản nhất là mình là người tử tế, mình chắc cứ sống trong day dứt là mình có lỗi. Thì rồi nó hiện nay thật ra đang ở rất trông chênh giữa cái đoạn ở cái đoạn mà còn có thể bước lên là xuống vực, mà lùi lại thì an toàn đó. Thế mà chỉ cần bước một chút nữa thôi là xuống vực. Vậy thì hãy dừng lại. Thôi thì tin nhắn thì thèm quá thì nhắn một cái tin, nhưng mà cũng không cần thiết phải mô tả là nằm bên cạnh chồng em không ngủ được, ước gì bây giờ có bác tiêm cho em một cái. Không cần thế nhá. Và làm cho cuộc sống gia đình nó vui đi, để lấp đầy chỗ trống. Hy vọng rằng là duy trì cái hình ảnh của ông bác sĩ kia, nhưng mà chỉ dừng lại ở đấy thôi, không bước tiếp nữa nhá. Hy vọng là bạn dành sự quan tâm tới nhiều đối tượng khác, người thân của mình, thì sẽ giảm bớt được cái sự tập trung suy nghĩ về cái anh chàng bác sĩ này nhá. Và nên như anh Đoàn nói, nên lùi lại, đừng bước tía kẻo xuống vực nhá. Chào bạn. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Các bạn thân mến, chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả cũng như các bạn vào giờ này tuần sau. Và quý vị hãy đừng quên số điện thoại của chúng tôi, đó là 0243 826 2625, sẽ tiếp nhận câu hỏi của quý vị vào tất cả các ngày trong tuần. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn.